Một phen khách sáo, rượu và thức ăn tới, sau khi nâng chén chúc mừng, đề tài của Ngọc Thương đột nhiên xoay chuyển. Nghe nói huyền vi đến tề kinh rồi, ánh mắt hạo vân đồ lấp lẽ, biết ý đồ đại khái của vị này, than thở. Nước mất nhà tan, dù sao cũng là con dâu của chấm, chấm sao có thể mặc kệ. Kia là tự nhiên, Ngọc Thương thả ly rượu xuống, nhưng ta nghe nói, huyền vi có ý đồ phục quốc. Hạo vân đồ, lấy cái gì phục, mơ hảo mà thôi, Ngọc Thương, lời không thể nói như vậy, bách túc chi trùng tử nhi bất hương chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy ruộa Tuy về quốc đổ ở trong khoảnh khắc, nhưng giàn giáo vụ phủ vẫn còn, nắm ở trên tay huyền vi. Bên về quốc hẳn còn có một chút gì lão gì thiếu nhớ mãi không quên chủ cũ. Mà bệ hạ cũng nói rồi, nàng là con dâu của ngài, các người dù sao cũng là một nhà. Nếu tính toán xuống, lão phu thật là bất an. Ánh mắt trưởng môn của tam đại phái nhìn nhau, biết vị này lo lắng cái gì, bên này hứa hẹn liên thủ đẩy lùi tấn quốc, Địa bàn vệ quốc sẽ giao cho Tần quốc. Mà thế cục bên Tần quốc cũng tỏ rõ, mặc kệ trận này thắng thua thế nào, địa bàn Tần quốc sẽ thành thịt bên mép Hàn quốc và Yên quốc, hai nước sẽ không bỏ qua cho cơ hội tốt này. Tần quốc xuất binh Tề quốc, có thể nói từ chiến đến cùng, địa bàn vệ quốc thành Tần quốc là đường lui cuối cùng. Nói cách khác, Huyền Vi tồn tại đích xác để vị này có chút bất an, vị này đến không phải bái kiến gì, rõ ràng là đến quét sạch mầm họa, đến muốn mạng Huyền Vi. Mạng của huyền vi đối với trưởng môn của tam đại phái mà nói, đã không trọng yếu, nhưng bọn hắn không tiện nói gì, vì trên danh phận huyền vi là con dâu của Hạo Vân Đồ. Hạo Vân Đồ không ngốc, trong lòng rõ ràng, từ từ nói. Ngọc Thương tiên sinh ý muốn như thế nào? Ngọc Thương mỉm cười nói. Hoàng tử Hạo Thừa không sợ không tìm được lương phối, chỉ cần bệ hạ nguyện ý, mỹ nhân của Tần Quốc, tùy ý Hoàng tử lựa chọn. Hạo Vân Đồ mặt không chút thay đổi nói. Nàng dù sao cũng là con dâu của trẫm ngọc thương cho nên mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không quan hệ gì tới bệ hạ cũng không có quan hệ gì tới tề quốc tần quốc ta tự mình đến xử lý trong thành này đề phòng nghiêm ngặt ra sự tình gì mà nói nếu như thủ vệ bỏ mặc cũng không còn gì để nói không biết chư vị thấy thế nào nói xong nâng chén mời trưởng môn của tam đại phái không lên tiếng coi như không nghe không thấy hạo vân đồ trầm mặc nhưng cuối cùng vẫn cầm ly rượu lên đáp lễ ngọc thương cười ha ha nâng chén uống một hơi cạn sạch, lộ ra đáy ly cho mọi người thấy. Bộ tầm cúi đầu lặng im nhìn chung quanh, trong lòng biết tất cả đều ở trong không nói. Trong vương phủ mới ban, vương phủ của hạo thừa, hạo thừa nhanh chân đi đến, muốn xông vào, tây môn tình không thủ ở cửa lập tức dịch bước ngăn cản. Sắc mặt của hạo thừa trong nháy mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm tây môn tình không cắn răng nói. Người tốt nhất làm rõ ràng, này là nhà của bản vương, không phải nhà của ngươi. Làm rõ ràng chủ nhân nhà này là ai, làm rõ ràng hiện tại ngươi là ở trong nhà ai ngươi ở trong nhà bản vương ăn của bản vương còn dám ngăn cản bản vương hắn vừa về tề kinh liền muốn diệt tây môn tình không nhưng thực lực và thân phận của tây môn tình không đặt ở đó không có phía trên cho phép không ai nguyện ý nghe hắn làm bừa nói cho cùng hiện tại hắn không có thực quyền gì không vận dụng được nhân thủ có đủ thực lực tây môn tình không không lên tiếng cũng không tránh ra cứ che ở cửa hạo thừa tức giận đến quá sức nhưng lại không dám làm gì tức đến đi qua đi lại, bỗng hô. Huyền vi, ngươi không phải muốn bái phỏng chư vị đại thần trong chiều sao. Ngươi đã thích tự cao tự đại với bản vương, vậy ngươi chậm rãi đợi đi, đừng hối hận. Nói xong phất tay áo quay đầu, chậm đã, thanh âm của huyền vi từ trong nhà truyền ra, tây môn, để hắn đi vào. Hạo thừa đang muốn bước xuống bậc thang dừng lại, quay đầu nhìn. Tây môn tình không trầm mặc, nhưng cuối cùng vẫn dịch bước tránh ra. Hạo thừa hừ lạnh một tiếng, xoay người, nhanh chân đi vào, mà tây môn tình không cũng theo đuôi đi vào theo huyền vi ngẩng đầu nhìn trên tay có một tờ tình báo đến từ vụ phủ đứng dậy nhìn chằm chằm hạo thừa hỏi có thể gặp lương thừa tướng nàng vừa đến tề kinh liền muốn gặp thừa tướng tề quốc nhưng người ta có ý lảng tránh mượn cớ không gặp nàng thái độ của lương thừa tướng như vậy đại quan khác trong triều cũng lảng tránh nàng đành phải cầu hạo thừa lợi dụng thân phận hoàng tử hỗ trợ bản vương dù sao cũng là hoàng tử bản vương tự mình tới cửa ai dám ngăn trở Hạo thừa chắp hai tay sau lưng, lầm bầm, huyền vi lập tức đi ra hỏi, không biết lương thừa tướng có nguyện trước đến dự tiệc không? Hạo thừa nhìn trời, âm dương quái khí nói, bản vương ở trong nhà mình, lại còn bị một ngoại nhân nhìn chầm chầm, rất không thoải mái. Huyền vi hiểu ý tứ của hắn, âm thầm cắn răng, nhìn tây môn tình không khẽ gật đầu, ra hiệu tránh một chút. Tây môn tình không chậm chạp không động, lạnh lùng nhìn hạo thừa, nhưng cuối cùng vẫn xoay người, chậm rãi ra cửa, đi xuống bậc thang, nhịp bước trầm trọng. Hạo thừa tới cửa ngóng quan sát, xác nhận người đã đi, lập tức xoay người, thẳng đến chỗ huyền vi, trong mắt lóng lánh ra tia sáng kỳ dị. Huyền vi ý thức được ra hỏa này muốn làm gì, cuống quyết lùi về sau, nhưng va vào trường án phía sau. Hạo thừa đã kéo nàng vào lòng, đôi tay càng không thành thật, chỗ không nên sờ một chút cũng không khách khí. Huyền vi bị đẩy ngã ở trên bàn, đẩy hắn không ra, lại không dám kêu to, chỉ có thể bóp lấy cổ hắn tay hạo thừa đã mò vào trong quần áo của nàng không chịu nổi, buông tay đẩy một cái, lùi về sau, thở hổn hển ho khan. Tiện nhân, huyền vi cuống quýt bò lên chỉnh lý siêm y, ngươi dám sằng bậy, không sợ hắn làm thịt ngươi, làm thịt ta, ha ha, hạo thừa bỗng cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, lại ho khan vài tiếng, đợi thở bình thường, mới đi tới trước gót chân nàng, chế diễu nói. Hiện tại ngươi cam lòng để ta chết sao, huyền vi, cầu người thì phải có dáng vẻ cầu người, chút đạo lý đối nhân xử thế này, ta không tin ngươi không hiểu đưa tay đi trêu chọc cầm nàng huyền vi phẫn nộ đẩy tay hắn ra ngươi lại sằng bậy ta gọi người gọi ngươi cứ gọi đi giết ta ta không tin cầu tạp chủng kia chạy trốn ra được kinh thành này ta chết rồi các ngươi trốn không thoát đều phải chết đại mộng phục quốc của ngươi cũng phá diệt hạo thừa cường hành đưa tay nắm cầm nàng ta nói cho ngươi kỳ thực ta đối với loại lão bà như ngươi không một chút hứng thú huyền vi lại dùng sức đẩy tay hắn ra đã không có hứng thú, vậy thì mời ngươi dơ cao đánh khẽ. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi giúp ta, sau này định sẽ không bạc đãi ngươi, Kim Ngân Tài bảo muốn bao nhiêu ngươi cứ mở miệng. Kim Ngân Tài bảo, khuôn mặt hạo thừa dữ tợn, thanh danh của ta đều hủy ở trong tay ngươi, ngươi có biết lần này trở về, những huynh đệ tỉ muội kia nhìn ta thế nào hay không? Ta thành chuyện cười trong mắt người thiên hạ, bao nhiêu Kim Ngân Tài bảo có thể cứu vãn thanh danh của ta? Tiện nhân, không để ngươi ngoan ngoán, ta nuốt không trôi cục tức này. Huyền Vi, ngươi hẳn nên minh bạch, nếu như ta lại quật khởi, đối với ngươi cũng có chỗ tốt lớn lao, chỉ cần ta có giá trị lợi dụng, ngươi ở trong mắt Tề quốc sẽ có giá trị. Ngươi có oán khí gì, sau này hãy nói, lương thừa tướng đến cùng làm sao mời. Hạo thừa đám người đưa tay, ôm vòng eo nàng, kéo vào trong lồng ngực. Chương 1923, trong nháy mắt mộng tỉnh. Huyền Vi lại giãy dụa, nhưng Hạo thừa cảnh cáo, Ngọc Thương đã đến kinh thành, Tần quốc coi địa bàn vệ quốc như đường lui, người không gấp sao? huyền vi lập tức không giấy ruộng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau bỗng nhận ra tay đối phương lại sờ chỗ không nên huyền vi cắn răng nói thả ta ra tay hạo thừa liên tục bóp lấy ngực nàng muốn ta giúp ngươi thì đừng hứa hẹn không trước tiên cho chút ngon ngọt lại nói ngày mai ta muốn đi thôn trang ngoại thành hầu hà ta cao hứng chuyện gì cũng dễ nói bằng không hứa hẹn đầu môi này thì tìm người khác đi đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nếu muộn bên ngọc thương bàn xong xuôi các triều thần lại muốn đổi ý cũng không được. Dứt lời lại ở trên mông nàng bóp một cái, sau đó đẩy ra, xoay người rời đi. Ngày mai ta muốn tận hứng, ta không muốn nhìn thấy ra hỏa trướng mắt kia. Huyền vi sầu lo đứng đó, ngọc thương tới để nàng lòng như lửa đốt. Sáng sớm hôm sau, đoàn xe và hộ vệ chờ đợi ở cửa vương phủ. Hạo thừa tính tỏa ở trong xe ngựa, cũng nhắm mắt chờ. Màn xe đột nhiên sốc lên, huyền vi lên càng xe, tiến vào xe ngựa ngồi xuống. Đoàn xe xuất phát. Hạo Thừa nở nụ cười, đến gần nàng, lại đưa tay ôm vòng eo của nàng. Vẫn ngoan ngoãn đến rồi, ta còn tưởng ngươi không đến. Thân sắc của Huyền Vi rõ ràng có chút bối rối, cuống quyết đẩy hắn ra, ánh mắt liếc về phía cửa sổ. Hạo Thừa ý thức được không đúng, lập tức dựa vào cửa sổ, đẩy rèm cửa ra nhìn, thấy Tây Môn Tình không ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa đồng hành. Thả màn xe, Hạo Thừa lập tức để sát vào bên tai nàng. Bảo đừng dẫn hắn, ngươi còn mang hắn tới, có ý gì? Huyền Vi, mặc kệ ta đi đâu đều mang theo hắn, bao nhiêu năm vẫn như vậy. Đột nhiên bên dưới không mang theo, sẽ chọc giận hắn, sinh nghi, hắn rất có khả năng sẽ theo tới. Hạo Thừa cắn răng, người đùa ta phải không? Huyền Vi cắn môi, ta sẽ tìm cơ hội đẩy hắn ra. Nói ra câu này, nàng cũng cảm thấy không chịu nổi. Hạo Thừa thở phì phò dựa ở trên vách xe, Trang viên Hoàng gia, dựa lưng vào núi, ở cạnh sông là địa phương tuyệt hảo. Mọi người đến dàn xếp lại. Huyền Vi lo lắng ngồi ở trong một lương đình, Tây Môn Tình không đứng ở bên cạnh. Bỗng một con kim xí từ trên trời giáng xuống, nhân viên vụ phủ đồng hành tiếp nhận, cấp tốc lấy mật thư dịch ra, sau đó tiến vào trình báo. Huyền Vi xem xong, đứng dậy đưa cho Tây Môn Tình không. Sự tình này e là còn phải ngươi tự mình đi một chuyến. Tây Môn Tình không xem qua, không có hé răng, mà dương mắt nhìn nàng. Huyền Vi bị hắn nhìn có chút hãi hùng khiếp phía, nội dung trong thư là tối hôm qua nàng an bài xong, chính là vì ngày hôm nay có thể đẩy tây môn tình không ra theo lý thuyết tây môn tình không là không biết nhưng trong mắt tây môn tình không lộ ra ý vị dường như đã biết cái gì nàng không biết có phải mình có tật giật mình hay không tây môn tình không bỗng lên tiếng nói lần này phải mất một hai ngày huyền vi gượng ép nói nơi này có tu sĩ tề quốc hộ vệ không có việc gì tây môn tình không khẽ gật đầu không nhiều lời cái gì xoay người rời đi huyền vi nhìn theo răng bạc muốn cắn phá môi mình Tây Môn Tình không rời đi không bao lâu, được biết Tây Môn Tình không rời đi, Hạo Thừa xuất hiện, thẳng đến nhà Thủy Tạ. Vừa thấy mặt, Huyền Vi còn không kịp nói chuyện, Hạo Thừa đã cúi người, trực tiếp bế nàng lên. "Ngươi làm gì?" Huyền Vi sợ hãi nhìn quanh, không nghĩ tới vị này sẽ ở ban ngày ban mặt làm sự tình kia. "Sợ cái gì, ta muốn ngủ với phu nhân mình, ai có thể nói cái gì?" Hạo Thừa cười ha ha, không thể chờ đợi được muốn nhìn dáng dấp của nữ nhân ngày thường cao cao tại thượng ở trên giường hai nhân viên vụ phủ vội vàng tiến lên có chút không biết nên như thế nào cho phải như hạo thừa nói đối phương dù sao cũng là trượng phu của huyền vi hai người nhìn phản ứng của huyền vi chờ huyền vi ra lệnh nhưng huyền vi từ bỏ giấy ruộng nhắm mắt tùy ý hạo thừa ôm nàng đi vào phòng huyền vi không có ý kiến sự tình phu thê hai nhân viên vụ phủ lại có thể thế nào hai mặt nhìn nhau hạo thừa vừa ôm người ra nhà thủy tạ một thái dám chạy tới bẩm báo vương gia bộ tổng quản truyền lời, nói có chuyện quan trọng, lệnh ngài lập tức trở về thành một chuyến. Ta có thể có chuyện quan trọng gì, cút ngay. Hạo thừa một cước đá văng đối phương, tiếp tục việc của mình, có sự tình gì chờ mình khoái hoạt xong lại nói, bằng không ra hỏa chán ghét kia đến, lại sẽ bị ngăn cản. Bờ sông, Tây Môn Tình không mới ra trang viên phóng ngựa phi nhanh bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phương xa gần trăm kỵ binh ẩm ầm qua cầu, sông về phía trang viên hoàng gia, người cầm đầu, pháp nhãn nhìn kỹ, hắn có chút quen mắt bỗng nhiên kéo ngừng chiến mã bởi vì hắn nhớ ra là ai đồ đệ của Ngọc Thương Độc Cô Tĩnh trước kia Ngọc Thương lấy tên tuổi danh sư du lịch chung quanh từng tới kinh thành về quốc Huyền Vi còn cố ý hội kiến bởi vậy hắn gặp qua Độc Cô Tĩnh người hiểu Nguyệt Các đến nơi này làm gì trong lòng Tây Môn Tình không cả kinh lắc người lên phi thân phản hồi trên giường Hạo Thừa đẩy ngã Huyền Vi nhanh chóng lột y phục nhưng Huyền Vi không quá phối hợp trong cơn tức giận Hạo Thừa đột nhiên bò lên chỉ vào Huyền Vi che ngực cười ha ha nói tốt ta không miễn cưỡng người tự mình cởi ra cho ta Huyền Vi cuộn mình bất động ánh mắt có chút đờ ra nào còn có phong phạm của nữ tướng về quốc lúc trước ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng người cởi hay là không cởi Huyền Vi cười thảm tay động chậm rãi sờ về phía đai lưng nhắm mắt khoe mắt thấm ra ngấn lệ hai mắt hạo thừa nhất thời sáng lên thưởng thức chờ mong đồng thời cấp tốc cởi áo khoác của mình ầm um, Bên ngoài bỗng truyền đến động tĩnh tranh đấu chém giết, hai người ở trong phòng cả kinh, huyền vi cuống quyết ngồi dậy. Tu sĩ hộ vệ tề quốc đã bị lâm thời di rời, nhân viên vụ phủ của huyền vi gặp tai vạ, căn bản không phải đối thủ của hiểu nguyệt các. Độc cô tĩnh mang người xông vào, trực tiếp đại khai sát giới. Cạch, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đất đá bắn bay, nổ ra một cái hố lớn. Đám người độc cô tĩnh cả kinh, nhanh chóng đề phòng, một thân ảnh rơi xuống đất, chính là tây môn tình không. Tây môn tình không chụp một thái giám đang sợ hãi lăn lột, lớn tiếng chất vấn. Huyền vi ở nơi nào, kiếm gác ở trên cổ đối phương, thái giám lắp bắp nói. Ở, ở phía sau, tẩm điện phía sau, độc cô tính vung tay lên, mọi người lắc mình ra, vây quanh tây môn tình không. Tây môn tình không vứt thái giám kia, mắt lạnh lẽo nhìn quanh, hắn không sợ những người này, nhưng huyền thiên phá cương tiễn ở trên kiến trúc bốn phía làm hắn kiêng kỵ. Vật này hung tàn, có thể phá tan cương khí hộ thể, đồn đại phía trên còn có kịch độc. Độc cô tĩnh mỉm cười, nguyên lai like là đàn bảng đệ nhất cao thủ Tây Môn Tiên Sinh, trước kia từ biệt, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp mặt. Tây Môn Tình không, nam nhân nên có dáng vẻ của nam nhân, nữ nhân nên có một dáng vẻ của nữ nhân, vì một nữ nhân chỉ biết lợi dụng ngươi rất không đáng. Mục tiêu của ta không phải ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn bất động, ta không làm khó dễ ngươi. Dứt lời đang muốn tránh ra hành sự, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát trói tai dừng tay, mọi người nhìn qua, chỉ thấy huyền vi tóc mây phân tán, siêu y ngổn ngang đi ra, một thanh kiếm gác ở trên cổ hạo thừa. Hạo thừa không có mặc áo khoác, trên cổ đã chảy máu, nơm nớp lo sợ bị đẩy tới. Trước bị tranh đấu bên ngoài kinh động, nhất thời không chú ý, bị huyền vi rút bảo kiếm gác ở trên cổ. Mà lúc đầu huyền vi chỉ là phát hiện không đúng, khống chế người để phòng vạn nhất, đi ra nhìn thấy độc cô tính, trong nháy mắt mộng tình, biết mình bị tề quốc bán rồi. Độc cô tính hơi nhíu mày, không biết làm cái quỷ gì, sao hạo thừa không rút đi, sao sẽ ở trên tay huyền vi. chương 1924, thực lực của đan bảng đệ nhất cao thủ. Này dù sao cũng là ở Tây Quốc, lộng chết hạo thừa mà nói, không tiện bàn giao với hạo vân đồ, có chút kiêng kỵ. Độc cô tính nghiêng đầu ra hiệu, bốn phía lập tức có bóng người thiểm động, lặng lẽ tiếp cận huyền vi. Động tính này sao có thể giấu giếm được Tây Môn Tình không cảnh giác, trên người Tây Môn Tình không khí lưu khuấy động, mặt đất dưới chân dạn nứt ra. Độc cô tính lập tức hét lên, bắn cung, dây cung buông lỏng, vèo vèo, mũi tên ra dây, nửa đường tan vỡ trong vô hình, hóa thành vô số cương châm bắn ra. Ầm, dưới chân Tây Môn Tình không như sóng to gió lớn, tầng đất ầm ầm nhấc lên, giống như lốc xoáy rung động, đánh về bốn phương tám hướng. Tuy Mao Trầm có thể phá cương khí vô hình, nhưng không chịu nổi vật hữu hình tập kích, trong nháy mắt bị đất đá dâng lên quét sạch. Huyền Vi gác kiếm ở trên cổ hạo thừa lo lắng, nàng nghe nói qua Huyền Thiên phá cương tiến của Hiểu Nguyệt Các cũng đã từng nghe nói có thể phá phòng ngự của tu sĩ, vừa thấy người hiểu nguyệt các lộ ra cung tên, lập tức lo lắng cho Tây Môn Tình không, bởi vậy mới mạo hiểm chạy ra. Cũng không biết phía sau đã có tu sĩ tiếp cận, lắc người lao ra, muốn bắt giữ nàng. Hiểu nguyệt các là muốn giết huyền vi không sai, nhưng đồ vật trên tay huyền vi bọn hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú, hiểu nguyệt các nắm giữ khổ thần đan tự nhiên là muốn thử một lần. Trong đất đá bắn ra một đạo lam quang, một tên tu sĩ vùng kiếm chém mạnh. Con, kiếm bay đi, lam quang vừa qua cả người hắn cân xứng chia thành hai nửa kiếm ảnh lóe qua đầu huyền vi người đánh lén huyền vi ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh đã bị chém thành hai nửa bay đi máu tươi tung tóe huyền vi quay đầu nhìn tây môn tình không thân hóa thành kiếm cương lam sắc đã hiện thân ở bên người nàng bóp lấy gáy của hạo thừa quát ai dám vọng động hắn sẽ chết độc cô tĩnh ở trong đất đá nổ tung lao ra rơi ở trên nóc nhà nhìn xuống vừa nhìn thấy tình hình hiện trường không khỏi nhíu mày chỉ bất quá nháy mắt, hai tên tu sĩ Kim Đan đã mất mạng ở trong tay Tây Môn Tình Không, bằng thực lực này, hắn không thể không thầm khen một tiếng, đan bảng đệ nhất quả nhiên cũng không phải hư danh. Ánh mắt lại dán vào trên người Hạo Thừa, trong lòng nặng nề. Ở trước mặt một đám tu sĩ, Huyền Vi còn muốn bắt con tin, khó tránh khỏi có chút buồn cười, nhưng Tây Môn Tình Không ra tay thì không giống, muốn ở trong tay Tây Môn Tình Không đánh lén đắc thủ cơ hồ là sự tình không thể trước đến hơn trăm nhân viên hiểu nguyệt các đã phân bố bốn phía hiện ra thế bao vây độc cô tiên sinh cứu ta cứu ta sắc mặt hảo thừa bị dọa trắng rơi vào trên tay huyền vi hắn còn không sợ như vậy cho rằng nữ nhân này có kiêng rè nhưng rơi ở trên tay tây môn tình không hắn là thật sợ rồi đặc biệt là trong nháy mắt tây môn tình không đã ở trước mặt hắn giết hai người độc cô tĩnh cắn răng nói hảo thừa hoàng tử là tây môn tình không giết lời này vừa nói ra huyền vi giận dữ đã hiểu ý tứ của đối phương, này là muốn không để ý con tin an toàn, vụ oan đến trên người bọn hắn. Người hiểu nguyệt các cũng nghe hiểu, này là để mọi người thoải mái tay chân, không cần lo lắng hạo thừa chết sống. Ai biết có người ra tay càng nhanh, kiếm trong tay huyền vi vừa thu lại, bỗng nhiên suy. Đâm vào phía sau lưng hạo thừa, xuyên qua buồng tim của hắn. Hạo thừa cúi đầu nhìn mũi kiếm ở ngực, còn có máu chảy ra, miệng run cầm cập, nói không ra lời. Độc cô tĩnh ngẩn ra, Tây môn tình không cũng có chút ngoài ý muốn nhìn huyền vi, từ khi về quốc kinh biến, nữ nhân này vẫn lo được lo mất, sau khi về quốc chiến bại vẫn luôn tự trách, nhưng trong nháy mắt này dường như lại khôi phục khả năng sát phạt quyết đoán. Đi, huyền vi buông kiếm, quát một tiếng, Tây môn tình không không hề trần chừ, ôm lấy eo nàng, lắc người phóng lên trời. Một đám tu sĩ hiểu nguyệt các từ bốn phương tám hướng phóng lên trời, cung tiến thủ dương cung, lấy phương thức một người cách một người bắn cung, duy trì xạ kích kéo dài mũi tên từ bốn phương vèo vèo bắn đến, trên đường tan vỡ thành mao châm, chen trúc bắn về phía tây môn tình không và huyền vi. Bảo kiếm của tây môn tình không trở vào vỏ, một tay lấy thế xét đánh không kịp bưng tay kéo áo khoác trên người huyền vi xuống, tiện tay tung ra như ô dù, trong thanh âm phốc phốc. Chặn lại vô số mau châm, chỉ ít chặn lại mau châm bắn về phía bọn hắn. Nhưng hiểu nguyệt các rất có kinh nghiệm ám sát, phối hợp cực kỳ hiểu ngầm, ra tay cực kỳ đều nhịp, hầu như không có kẽ hở vô số mao châm từ bốn phía bao trùm đến, không giống phía dưới bắn lên ngăn trở một mặt là được, áo khoác trong tay tây môn tình không tung bay, chặn ở phía sau huyền vi, ôm huyền vi cấp tốc xoay tròn, đồng thời không tiếc lấy lưng che chắn cho huyền vi. Xiêm y trên người như khí nang nhô lên, ầm một tiếng nổ tung, lấy phương thức nổ tung vải chống đỡ mao châm dày đặc. Nhưng số lượng mao châm phóng tới thực quá nhiều, chỉ có thể tận dụng mọi thứ để hình dung, trên lưng vẫn trúng mấy chục mũi. Thấy cung tiến thủ còn đang kéo cung, Tây môn tình không vung tay, ném huyền vi lên không. tứ chi huyền vi đung đưa, cả người tung bay, thân bất do kỷ. Tây môn tình không thuận thế xoay tay lại, bảo kiếm ra khỏi vỏ, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm ảnh lam sắc khổng lồ, giống như một tia chớp lóe qua. A, à, giữa trời có tiếng hét thảm, mang theo một chùm mưa máu hạ xuống. Làm quang chớp giật ở trên không trung, qua lại bất quy tắc, mỗi lần lấp lóe chính là một người hét thảm. Người dùng pháp nhãn nhìn kỹ có thể nhìn ra đầu mối thời điểm Tây Môn Tình không hiện hình giết người, tay sẽ đẩy một cái mượn lực, sau đó nhân kiếm hợp nhất rời đi. Nhanh như chấp giật, không một người có thể ngăn, trong nháy mắt, 10 tên cung tiến thủ không một người tồn tại, đều mất mạng ở trong tay Tây Môn Tình không. Tây Môn Tình không đại khai sát giới, độc cô tĩnh ở phía dưới quan chiến hít vào một ngụm khí lạnh, phát hiện không một người có thể ngăn Tây Môn Tình không một kích, thực lực này chỉ sợ vượt xa sư phó ngọc thương của mình. Này chính là thực lực của đan bảng đệ nhất cao thủ sao độc cô tính lần thứ nhất kiến thức sắc mặt nghiêm nghị vội vàng bay lên không hắn không ra tay không được tây môn tình không đại khai sát giới làm mọi người đều sợ hãi dồn dập tránh né không người dám tới gần tây môn tình không đến gần chính là tìm chết lại không phải gỗ ai không sợ chết mà sau khi tây môn tình không giết người cuối cùng cũng bay lên không bảo kiếm trở vào bao hai tay vừa vặn ôm lấy huyền vi đang hạ xuống huyền vi rơi vào trong ngực nhìn hắn chăm chú khẽ mỉm cười quả nhiên vẫn là anh hùng cái thế trong cảm nhận của nàng. Nhưng Tây môn tình không không dẫn cùng nàng tình trạng ý thiếp, chỉ thấy phía dưới năng lượng bàng bạc lăn lột, độc cô tĩnh vào tới đã sử dụng thiên kiếm phù. Tây môn tình không một tay ôm người, một tay rũ ra một tấm thiên kiếm phù. Cạch cạch cạch, giữa trời liên tiếp nổ vang, kiếm cương đối chiến kiếm cương, pha chạm liên tiếp trung hòa, động tĩnh rung động bầu trời. Sau một vòng thiên kiếm phù, Tây môn tình không lật tay, lại lấy ra thiên kiếm phù, không chỉ một tấm lại một thoáng cầm ra năm tấm này đều là nhiều năm qua huyền vi đặt mua cho hắn phòng thân phía dưới độc cô tĩnh cả kinh lắc người bỏ chạy tây môn tình không không có ham chiến ôm người lao đi truy độc cô tĩnh gào thét hắn thật rất phẫn nộ nhiều người như thế có huyền thiên phá cương tiến có thiên kiếm phù lại còn để tây môn tình không dễ dàng mang theo người chạy như vậy trở về mà nói hắn không có biện pháp bàn giao với ngọc thương Mọi người bay tán loạn rời đi, đuổi theo tây môn tình không. Nhưng có một người xoay người biến mất ở trong góc tường, không có đi theo, đợi người đi xa, hắn cấp tốc siêu tầm cả trang viên. Tìm được người sống, hỏi ra nơi ở của huyền vi, một kiếm cắt cổ đối phương diệt khẩu, phát hiện người sống nhìn thấy hắn cũng sẽ giết. chương 1925, một tia hy vọng cuối cùng một. Người này thẳng đến gian phòng của huyền vi, tìm tới bàn trang điểm, mục tiêu minh xác sở về phía gương đồng, này là dụng cụ trang điểm huyền vi tùy thân mang theo. Người này bẻ tấm gương xuống, đánh nát mặt kính, thi pháp đánh rơi tất cả kim loại phụ tùng, lại thi pháp phá hủy lớp sơn bao phủ, một vòng tròn tinh mỹ hiện ra. Hắn xoay người lấy ra một tấm vải gói lại, sau đó nhanh chóng thoát thân rời đi. Tây môn tình không rơi xuống đất lại lên, một đường bay nhanh, dựa vào pháp môn ngự khí như kiếm, cho dù mang theo một người, cũng từng bước kéo ra khoảng cách. Đưa tin điều phi cầm cỡ lớn đến, độc cô tính quát, một cánh tay của Huyền Vi sở ở sau lưng Tây Môn Tình Không. Nghe nói Huyền Thiên Phá Cương tiến có thể phá cương khí hộ thể của tu sĩ, còn có kịch độc, người không có bị bắn trúng chứ? Tây Môn Tình Không minh bạch nàng mò cái gì? Hắn bị bắn trúng, bất quá đã sớm bị hắn thi pháp ép ra ngoài, miệng hồi đáp. Không có, vừa nãy quá mức vội vàng, người không có bị độc châm bắn trúng chứ? Huyền Vi, còn tốt, có ngươi che chở, nên không trúng châm. Trên thực tế trên mắt cá chân của nàng còn cắm vào ba cây mao châm, đồ vật quá mức bé nhỏ, thêm nữa bộ vị kín đáo, tây môn tình không nhất thời không phát hiện. Nàng đã cảm giác được vẻ tê liệt từ mắt cá chân chậm rãi lan tràn tới. Hai tay nàng ôm lấy cổ tây môn tình không, y ôi ở trong lòng hắn, tựa như ôn tồn, tựa như hưởng thụ. Tây môn, là ta có lỗi với ngươi, ta vẫn biết ta sai rồi, nên sớm theo ngươi. Nhưng kia là đệ đệ ta, vệ quốc là nhà ta, đệ đệ lại không hiểu chuyện, trước khi phụ thân lâm trung giao phó bảo ta chăm sóc đệ đệ lo lắng triều chính vì nhi nữ tư tình rời đi ta không làm được ta thật không phải ham mê quyền thế tây môn tình không không cần giải thích ta minh bạch huyền vi ta cũng không muốn đến tề kinh để hạo thừa hiếp bức nhưng không đến bên này mà nói chúng ta có thể đi nơi nào triều thần vệ quốc đều ở nơi này ném bọn hắn chạy trốn mang ý nghĩa gì rời khỏi nơi này trừ khi ta giao ra danh sách phụ phủ bằng không chạy đến nơi nào cũng sẽ bị người đuổi giết. Một quốc gia to lớn, kia là của cái cuối cùng, ta thật không cam lòng chắp tay dân người, ta không ôm ảo tưởng với tề quốc mà nói, thì thật không còn hy vọng, cả đời chỉ có thể trốn trốn tránh tránh. Thật chỉ là ảo tưởng, hạo vân đồ vẫn bán đứng ta. Về quốc sinh ta dưỡng ta, ta ngày đêm ngóng trông, nó ở phía nam, bây giờ không đi cũng không được. Nhìn thấy độc cô tĩnh đánh tới, nàng liền mộng tỉnh, triệt để không ôm ảo tưởng, vì vậy quả đoán một kiếm giết chết hạo thừa dám khinh nhường nàng tây môn tình không nở nụ cười nàng rốt cục cam lòng rời đi rốt cục muốn rời đi chỉ là lấy loại phương thức này rời đi không biết có phải chậm chút hay không kinh thành tề quốc không thể lại trở về không đi cũng không được huyền vi phải không thể về tề kinh vòng tay của ta danh sách phụ phủ ở bên trong một khi có biến nhớ phải mang đi tây môn tình không không có hứng thú với đồ vật kia ngươi không cần lo lắng điểm tiếp ứng vụ phủ vẫn chuẩn bị chính là vì phòng vạn nhất chúng ta rất nhanh có thể chạy tới huyền vi ừng một tiếng y ôi ở trong lòng hắn đóng hai mắt lại không hé răng nữa tây môn tình không cũng không lên tiếng duy trì tốc độ nhất định phải ở trước khi sát thủ hình thành vây quanh tới điểm tiếp ứng điểm tiếp ứng có phi cầm cỡ lớn mang huyền vi thoát thân về phần mình hắn đoán chừng bản thân là không cách nào sống rời đi độc tính của huyền thiên phá cương tiễn đã bắt đầu phát tác hắn vẫn đang thi pháp cưỡng chế nhưng không cách nào toàn lực áp chế độc tính hắn còn phải thoát đi còn phải mang theo huyền vi thoát đi không dám chậm chế tốc độ có toàn lực áp chế độc tính hay không đối với hắn mà nói đã không trọng yếu trọng yếu là để huyền vi trước tiên an toàn thoát thân một đường cấp tốc bay lượn không biết có phải ảo giác hay không cảm giác trên người huyền vi có chút lạnh sau đó cảm giác thân thể huyền vi hơi run kỳ thực huyền vi đang cố nén không hy vọng mình run run không hy vọng tây môn tình không biết nàng trúng độc nàng quá hiểu rõ tây môn tình không một khi biết nàng trúng độc vì bảo đảm tính mạng của nàng tây môn tình không sẽ dẫn nàng phản hồi tề kinh đi tìm đệ tử quỷ y tề kinh làm sao có thể trở về hạo vân đồ đã bán nàng chạy về tề kinh chính là vào hang hổ chính là chịu chết nàng cảm thấy mình đã rất có lỗi với tây môn tình không hối hận không nên thỏa hiệp với hạo thừa cũng cho rằng là bản thân liên lụy tây môn tình không không thể để tây môn tình không vì nàng chịu chết nàng hy vọng tây môn tình không có thể sống sót cho nên nàng không muốn tây môn tình không biết nàng trúng độc hy vọng tây môn tình không có thể thuận lợi đến điểm tiếp ứng nhưng độc tính ăn mòn thân thể tạo thành phản ứng cũng không phải ý nguyện của nàng có khả năng khắc chế thậm chí hai tay có chút ôm không được nàng hết toàn lực kiên trì hy vọng có thể kiên trì tới lúc tây môn tình không đến điểm tiếp ứng lại ngã xuống tây môn tình không nhận ra được nhận ra được nàng không bình thường bỗng nhiên hắn cảm giác được cái gì kéo nàng ra ôm vào trong lòng nhìn phát hiện môi nàng đã biến thành màu xanh đen rõ ràng là trúng độc độc tính thật mạnh còn không bao lâu liền thành như vậy huyền vi vốn dựa vào ý chí kiên trì bị run lên như thế ý chí nhất thời buông lỏng rốt cục không kiên trì được cảm giác được ý thức của mình tan rã trước khi mất đi ý thức lẩm bẩm một câu điểm tiếp ứng đi điểm tiếp ứng hai mắt vô lực đóng lại sụi lơ ở trong lồng ngực đối phương triệt để không động tĩnh huyền vi tây môn tình không kêu lên sợ hãi cấp tốc kiểm tra rốt cuộc tìm được ba cây độc châm ở trên mắt cá chân a à, tây môn tình không ngửa mặt lên trời gào thét thống khổ tuyệt vọng không cách nào hình dung người nguyện một đời thủ hộ nhưng ở thời điểm vội vàng thoát thân sơ sẩy phần tự trách kia muốn xé nát cả người hắn hắn hận mình vô năng đường đường một nam nhân còn được xưng đan bảng đệ nhất cao thủ gì nhưng ngay cả nữ nhân mình yêu thích cũng không bảo hộ được các loại chuyện cũ hiện lên trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu dày vò ở trong vòng xoáy tu vi của mình lại phải bó tay không thể ra trận phá thiên quân vạn mã vì nàng thủ hộ quê hương vô năng giúp nàng xoay chuyển càn khôn thủ hộ nàng nhưng ngay cả nàng an toàn cũng không bảo hộ được cũng chỉ có thể như một tượng gỗ đi theo ở bên người nàng trở thành chuyện cười trong mắt người khác người ta cười sai sao có thể không cười được sao hắn không biết mình còn có thể làm gì cảm thấy mình chính là phế vật phế vật từ đầu đến chân vô năng vô lực trong tuyệt vọng ôm lấy người yêu không biết đường ở phương nào hắn không biết phế vật như mình còn có tác dụng gì trừ đi tề kinh tìm đệ tử quỷ y hắn không biết bản thân còn có thể làm sao nhưng hắn biết đi tề kinh coi như cầu được đệ tử quỷ y ra tay cũng không khác nào rơi vào lồng không khác nào lại đưa huyền vi vào tử lộ nhưng hắn còn có thể làm sao không có biện pháp trơ mắt nhìn huyền vi chết như vậy hắn không cách nào từ bỏ một tia hy vọng cuối cùng không trần trừ không do dự đột nhiên cải biến phương hướng ôm huyền vi thẳng đến tề kinh hắn sao có thể không biết vì cái gì huyền vi không nói mình trúng độc chính là không muốn để cho hắn đi chịu chết. Nàng tình nguyện mình chết, cũng không muốn hắn chết. Chính vì như thế, hắn càng đau thấu tim gan, trên đường nhiều lần ngửa mặt lên trời phát sinh rên rỉ ảo não. Cải biến phương hướng, người truy sát nhìn thấy mục tiêu, điểm đen kia thay đổi phương hướng nói. Tiên sinh, thật giống như phản hồi kinh thành. Độc cô tĩnh phất tay hò hét, truy, mọi người lập tức đuổi theo. Cửa thành càng ngày càng gần, đang ở phía trước, nhưng Tây môn tình không cảm giác mình sắp không chống đỡ nổi nữa chương 1926, một tia hy vọng cuối cùng hai Đã muốn áp chế độc tính trong cơ thể huyền vi, còn phải ổn định độc tính trong cơ thể mình, còn phải ôm một người đường dài bôn ba. Trọng yếu nhất là toàn lực áp chế độc tính trong cơ thể huyền vi, không vậy không được, trước đó huyền vi đã chỉ hoãn quá nhiều, hắn không tận lực mà nói, huyền vi căn bản không kiên trì được. Dưới độc tính ăn mòn, thật cảm giác bản thân sắp gánh không được, môi đã xanh đen. Tốc độ của đối phương càng ngày càng chậm, người truy kích phát hiện thân hình mục tiêu có thể càng xem càng rõ ràng đều cảm giác được tốc độ của mục tiêu càng ngày càng chậm cửa thành người đến người đi tây môn tình không vô lực mang người bay vọt qua tường thành ôm người rơi ở trước cửa thành bước chân hơi phù phiếm lảo đảo ôm người xông thẳng tới chỗ thủ quân người nào binh sĩ lập tức ngăn cản nhưng thủ tướng nhận ra tranh thủ tiến lên hành lễ đồng thời giật nảy cả mình tây môn tiên sinh vương phi bị sao vậy cũng chỉ là nhận thức người phía dưới căn bản không biết sự tình phía trên không biết phát sinh cái gì một tên tu sĩ từ đầu tường bay xuống tây môn tiên sinh này là làm sao muốn đưa tay kiểm tra cho huyền vi tây môn tình không ôm huyền vi làng tránh không cho hắn chạm hắn không tin tưởng những người này mấy lần muốn mở miệng lại nói không ra lời đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi phun lên cả mặt thủ tướng thủ tướng trợn mắt ngoác mồm độc tính ảnh hưởng phun ra một ngụm máu khí thức rốt cục thông thuận một chút ngừa Tây môn tình không phun ra một chữ, sau đó ôm người trực tiếp đẩy binh sĩ ra. Được biết ôm là vương phi, vương phi hiển nhiên là xảy ra vấn đề rồi, quân sĩ đều không dám ngăn trở. Chạy tới mở dây cương, tây môn tình không ôm người xoay mình lên ngựa, hai gót chân tàn nhẫn đá bụng ngựa, không để ý cửa thành người đến người đi, vọt thẳng tiến vào thành. Hắn đã bị hụt pháp lực, cộng thêm độc tính, có thể kiên trì tới đây đã là hết toàn lực, thật vô lực lại ôm huyền vi thi pháp bay lượn, chỉ có thể mượn ngựa mau chóng hoàn thành một khoảng cách cuối cùng. Ở trong thành phóng ngựa lao nhanh, làm người qua đường kinh hoàng trốn tránh. Tu sĩ kia nhanh chóng lắc mình lên đầu tường thông báo, rất rõ ràng, Tây Môn Tình không và Huyền Vi đã trúng độc. Đám người thủ tướng hai mặt nhìn nhau, người phía dưới hỏi. Tướng quân, này là làm sao? Thủ tướng vung tay xuống. Sự tình ở phía trên, không chịu nói cho chúng ta, thì chúng ta không nên quản, không nên hỏi đừng hỏi. Nói xong lấy khăn mặt ra, lau chùi vệt máu trên mặt. Lúc này độc cô tính đã dẫn người bay lượn tới. Tu sĩ thủ thành nhìn thấy nhiều tu sĩ bay tới như thế, nổi lên cảnh giác, một đám tu sĩ phi thân xuống ngăn cản. Có đệ tử tam đại phái nhận ra, không khỏi hỏi. Độc cô tính, người muốn làm gì? Độc cô tính hỏi ngược lại, Tây môn tình không ôm người đi đâu, đối phương lại chất vấn. Người muốn làm gì? Hoài nghi bọn hắn muốn gây bất lợi cho Tây môn tình không và huyền vi. Độc cô Tĩnh trầm giọng nói bọn hắn giết hoàng tử hạo thừa, không thể để bọn hắn chạy. Cửa thành nhất thời rối loạn tưng bừng, Tây Môn Tình không một đường vọt vào trong hẻm nhỏ, vừa tới vị trí thì dừng lại. Tây Môn Tình không ôm người khẩn cấp nhảy xuống, chạy lên bậc thang, không kịp gõ cái gì, không nói hai lời đá một cước. Cạch một tiếng, cửa bị đá văng, người cũng thuận thế xông vào. Một bóng người xuất hiện, quát chói tai, người nào, chính là thủ vệ nhan bảo như, đan bảng đệ nhất cao thủ và đan bảng đệ nhị cao thủ lại lần nữa tương phùng ở trong đình viện. Thấy rõ người tới là ai, nhan bảo như kinh hãi. Tây môn tình không, người làm sao vậy? Tây môn tình không thở dốc nói. Cứu người, nhanh mời tiên sinh cứu người, nhanh đi. Nhan bảo như quay đầu lại, đã thấy vô tâm và quách mạn từ trong nhà đi ra, hai người cũng bị động tĩnh đạp cửa kéo ra. Tây môn tình không nhất thời mặc kệ nhan bảo như, trực tiếp chạy tới, ôm người quỳ ở trước mặt vô tâm, hai mắt rưng rưng nói cầu tiên sinh cứu nàng, nói xong cúi người liên tục dập đầu, cầu tiên sinh, một màn này làm nhan bảo như thổn thức, tây môn tình không cao ngạo kia, đan bảng đệ nhất cao thủ, ở trước mặt vô tâm tiên sinh lại không có tôn nghiêm như vậy. Vô tâm liếc nhìn người trên đất, nhìn ra hai người chúng kịch độc, nhưng hắn thở ơ không động lòng. Người tự tiện xông vào trạch viện của ta, đã vỡ cửa nhà ta, vô lễ như vậy, còn muốn ta cứu người. Ta bằng cái gì cứu nàng, tây môn tình không ngẩng đầu, nức nở nói chỉ cần tiên sinh cứu nàng một mạng cái mạng này của tây môn tình không là của tiên sinh nguyện vì tiên sinh làm trâu làm ngựa nguyện vì tiên sinh bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng vạn chết không từ nếu như vi phạm lời thề này trời chu đất diệt vô tâm hơi trầm mặc tựa như ngẫm nghĩ cái gì nhan bảo như đi tới bên người vô tâm ở bên tai nói thầm nữ nhân này trước đây ta gặp qua nữ hoàng vệ quốc huyền vi vô tâm quan tâm ngược lại không phải thân phận hai người mà là lần trước Thiệu Liễu Nhi đến cầu hắn cứu Tây Môn Tình không, từng nói Tây Môn Tình không là bằng hữu của nàng. Lúc đó Thiệu Liễu Nhi cũng chỉ có thể nói như vậy, không thể nói là cứu một người xa lạ nha. Mặt khác chính là hắn không muốn nhìn thấy cảnh đôi nam nữ si tình này sinh ly tử biệt, một màn trước mắt làm hắn tức cảnh sinh tình. Hắn còn trầm mặc, Tây Môn Tình không còn dập đầu, không trung đã là bóng người bay tán loạn. Mọi người rơi ở trên tường rào bốn phía, người hiểu nguyệt các tới rồi, bao quát độc cô tính nhưng không ai dám tự tiện xông vào. Tây môn tình không quay đầu lại nhìn xung quanh, tiện tay rút kiếm, bò lên, cảnh giác bốn phía, tận lực duy trì động tác gọn gàng, kỳ thực đã là nỏ mạnh hết đà. Người ở trong viện không ngốc, vừa nhìn thấy tình hình này liền biết, hung thủ đã thương đám người Tây môn tình không đuổi theo. Có một đám tu sĩ khác đi tới, nghe nói giết hoàng tử hạo thừa, người tam đại phái đều đến, bất quá cũng rơi ở bốn phía, không người dám tự tiện xông vào trạch viện. Độc cô tĩnh không có leo tường vào, nhảy đến phía ngoài tường rào mang theo mấy người tuân theo lễ nghi tối thiểu từ cửa chính xông vào tuy không xin phép mà vào nhưng cửa đã bị tây môn tình không đá văng rất tiện nha vô tâm cất bước tiến lên che ở trước mặt tây môn tình không đối mặt đám người kia lạnh lùng nói các ngươi là người nào muốn làm gì độc cô tính nhấc tay ra hiệu mọi người dừng lại mỉm cười chắp tay nói hiểu nguyệt các độc cô tính gặp qua vô tâm tiên sinh vô tâm nơi này không hoan nghênh các ngươi lập tức cút ra ngoài. Độc cô tính nào có thể dễ dàng bỏ qua, thật muốn như vậy mà nói, hắn trở về sẽ không có biện pháp báo cáo kết quả. Vô tâm tiên sinh, bọn hắn giết hoàng tử hạo thừa, người che chở như vậy là không được. Giết hoàng tử, vô tâm quay đầu nhìn lại, lúc này Tây Môn Tình không làm sao có thể cổ hủ, trầm giọng nói. Chúng ta làm sao có khả năng đang yên đang lành giết chết hoàng tử hạo thừa, là bọn hắn đánh lén sơn trang, thấy người liền giết, hạo thừa là chết ở trên tay hiểu nguyệt các. Lời này vừa nói ra, người của tam đại phái ở trên tường rào hai mặt nhìn nhau, hai bên chỉ trích lẫn nhau, nhất thời có chút không rõ. Bất quá nói ngược lại, từ cục diện cơ bản đến xem, mặc kệ bên huyền vi chán ghét hạo thừa cỡ nào, cũng không nên dễ dàng sát hại mới đúng, chạy đến tề kinh ăn nhờ ở đậu còn dám giết hạo thừa, này không phải là tìm chết sao. Người hiểu nguyệt các vội vội vàng vàng giúp hoàng tử hạo thừa tính sổ là chuyện gì xảy ra. Trước đó liền cảm thấy kỳ lạ, lúc này nghe tới, Người tam đại phái càng tin tưởng là hiểu nguyệt các làm, bất quá không có chứng cứ, thêm vào tần, tề đang hợp tác, nên không dám định luận. Sự tình phía trên, đặc biệt là sự tình không sáng sủa gì, sẽ không tuyên dương khắp nơi, bọn hắn căn bản không biết a. À. hai chương 1927, vô tâm lui địch. Độc cô tĩnh nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, nhất thời quát mắng. Tây môn tình không, người tốt xấu gì cũng là đan bảng đệ nhất cao thủ, không nghĩ tới lại là vô sỉ trợn mắt nói mò. Tây môn tình không, lẽ nào không phải là hiểu nguyệt các các ngươi bức tử sao độc cô tĩnh còn muốn biện giải vô tâm lên tiếng nói ta mặc kệ thị thị phi phi của các ngươi các ngươi muốn đánh muốn giết cút ra khỏi đây tùy tiện các ngươi nhưng nơi này không phải địa phương để các ngươi đùa dỡn giải quyết ân oán lập tức cút độc cô tĩnh trầm giọng nói vô tâm tiên sinh ngươi là quyết tâm đối địch hiểu nguyệt các chúng ta sao vô tâm ngươi chạy đến chỗ ta gây sự nói ta đối địch các ngươi ta xem là người muốn ỉ thế hiếp người đi. Sau đó nghiêng đầu, nhan bảo như, tiễn khách, nhan bảo như lập tức tiến lên một bước, cười nói. Độc cô tính, vô tâm tiên sinh và hiểu nguyệt các không thù không oán, nếu người muốn vô cớ sinh sự mà nói, thì phải cân nhắc hậu quả một chút. Ta nghĩ Ngọc Thương cũng không muốn trêu chọc quỷ y đâu. Tiên sinh đã nói rất rõ ràng, ân oán của các người đi ra ngoài giải quyết, tiên sinh không nhúng tay, nhưng không cho phép gây sự ở trong này, xin lập tức rời đi độc cô tĩnh chỉ vào nàng nhan bảo như có phải ngươi chán sống hay không nhan bảo như nở nụ cười làm sao muốn động thủ ngươi còn không có tư cách giao thủ với ta không phục thì để sư phó ngươi ngọc thương đến cùng ta tỉ thí một chút lại không cút làm lớn sự tình mọi người đều sẽ không vui độc cô tĩnh banh banh gò má đích xác có chút kiêng kỵ thực lực của nhan bảo như bình thường trướng mắt quy trướng mắt nhưng đối phương dù sao cũng là cao thủ thứ hai đan bảng lại thấy tây môn tình không mắt nhìn chằm chằm Dường như còn có thể hợp lực chiến một trận. Đan bảng thứ nhất, thứ hai đều ở đây, làm hắn không dám manh động, cộng thêm bối cảnh quỷ y của Vô Tâm, sư phó không lên tiếng, hắn đích xác không dám sảng bậy, cuối cùng cắn răng, xoay người nói: "Đi, ra cửa viện", nhưng người không có rút đi toàn bộ, lưu người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, để phòng Huyền Vi chạy. Đạo lý là rõ, coi như sư phó cũng không dám đắc tội quỷ y, nhưng khẳng định không hy vọng Huyền Vi chạy, Huyền Vi cũng không thể trốn trong này cả đời a vô tâm nhìn đệ tử tam đại phái ở bốn phía. Làm sao, tam đại phái các ngươi tới giám thị nhất cử nhất động của ta sao? Người tam đại phái nhìn nhau, không có phía trên lên tiếng, bọn hắn cũng không dám sằng bậy. Đại biểu ba phái chắp tay, sau đó dồn dập nhảy ra ngoài, nơi này dường như trong nháy mắt khôi phục an bình. Quách mạn lắc mình đến cửa lớn, đóng cửa, chốt cửa hỏng rồi, chỉ có thể kiếm vật khác thay. Vô tâm xoay người, lúc đi qua bên người Tây môn tình không nói. Chống đỡ không được thì đừng có chống đỡ. Hắn nhìn ra Tây Môn Tình không là nhỏ mạnh hết đà. Tây Môn Tình không lại lần nữa khẩn cầu, "Tiên sinh, xin ngài cứu người, nếu không cứu sẽ không kịp." Mang người vào, Vô Tâm nói xong liền rời đi. Đối phương không chỉ giúp bọn hắn đẩy lui truy sát, còn đáp ứng cứu người, Tây Môn Tình không đại hỉ. "Tạ ơn tiên sinh." Tại hạ tuyệt đối không nuốt lời. Lời vừa ra khỏi miệng, tâm thần buông lỏng, dường như không thể kiên trì được nữa, hai chân mềm nhũn ngã xuống. Nhan Bảo như ngược lại phản ứng nhanh, khẩn cấp đưa tay đỡ hắn. Ai, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cũng là nữ nhân, thế nhưng đường đường đan bảng đệ nhất cao thủ lại vì nữ nhân biến thành như vậy, uất ức nhìn Huyền Vi gả người, còn song song rơi vào kết cục như thế, này là thế nào a? À? Nàng cũng không biết nên nói Tây môn tình không cái gì nữa. Quách Mạn ôm Huyền Vi vào bên trong, Tây môn tình không ở gian ngoài, pháp lực khô kiệt, người cũng tiến vào trạng thái hôn mê. Nhan Bảo như đang thi pháp giúp hắn áp chế độc tính vừa cha liền biết huyền vi đã đến bước ngoặt sinh tử, trước tiên cần phải cứu huyền vi, giúp huyền vi thoát hiểm lại nói, tây môn tình không nhất thời còn không chết được. Vô tâm đang ở trước một đống bình dược dùng nước thuốc rửa tay. Bên trong, quách mạn đang điều chỉnh ánh sáng, chợt nghe phía sau truyền đến hồ hoàn yếu ớt. Tây môn, tây môn, quách mạn quay đầu nhìn, phát hiện huyền vi tỉnh rồi, vội vàng tiến lên, thấy nàng quan tâm tây môn tỉnh không, lập tức an ủi. Yên tâm, tây môn tiên sinh không có chuyện gì chờ ngươi khỏe rồi sẽ nhìn thấy hắn nghe được không có chuyện gì huyền vi yên tâm trên mặt hiện ra ý cười cũng không nhận thức người trước mắt là ai nhưng có thể cảm giác được đối phương thiện ý nàng cảm giác bản thân không khỏe cảm giác mình không có thời gian một cánh tay vô lực nhấc lên nhưng không nhấc lên nổi nói vòng tay vòng tay nghe được lời nàng nói cũng chú ý đến thủ thế của nàng nhìn thấy vòng tay trên cổ tay nàng vội vàng giúp nàng nhấc tay hỏi là cái này sao? Huyền Vi thấp giọng nói, giao cho Tây Môn, nói cho hắn, có người truy sát thì giao ra, có thể bảo đảm tính mạng của hắn. Bên trong cất giấu của cải cuối cùng của vệ quốc, nàng vốn không muốn giao ra, nhưng nghĩ đến mình chết rồi, ngoại nhân chắc chắn hoài nghi đồ vật ở trên tay Tây Môn tình không, Tây Môn tình không sẽ đối mặt truy sát. Một khi Tây Môn tình không gặp phải phiền phức, giao đồ vật ra, bằng thực lực của Tây Môn tình không, các phương đương nhiên sẽ không làm khó dễ hắn nữa. Quách mạn giúp nàng lấy xuống, quờ quờ ở trước mắt nàng ngươi yên tâm chợt thấy huyền vi mỉm cười không khỏi cả kinh biết này là dấu hiệu hồi quang phản chiếu lập tức hô lớn tiên sinh tiên sinh xem cửa hất lên vô tâm bước nhanh vào vừa nhìn thấy khí sắc của huyền vi liền biết xoay người cấp tốc chộp tới một bao da lấy ra mấy cây ngân châm mười mấy cây ngân châm lơ lửng giữa trời lấy khí ngự châm khí công của hắn cũng coi như luyện đến cảnh giới nhất định nhưng bị vướng bởi trời sinh thiếu hụt chỉ có thể cường thân kiện thể mà thôi bàn tay đẩy một cái, mười mấy cây ngân châm đồng thời cắm vào đầu huyền vi. Hai mắt huyền vi trợn tròn, lại lâm vào hôn mê. Vô tâm nhanh nhẹn thi chân, triển khai cứu trị tranh cướp với tử thần. Một bên quách mạn đeo vòng tay vào cổ tay, phất tay áo che lại. Hoàng cung đại nội, bộ tầm đứng ở trong lương đình, mặt quặm lại, đã nhận được tin hảo thừa qua đời. Rất nhanh, một tên thái giám bị người sách đến, ném tới trước mặt bộ tầm, thái giám kia ngã lăn trên đất. Bộ tầm trầm giọng nói, bảo ngươi dẫn vương ra ra, vì sao lười biếng, thái giám quỳ xuống, khóc dòng nói, tiểu nhân làm theo, nhưng vương ra không chịu đi, bộ tầm, ngươi không nói là ta mời hắn sao, thái giám hoảng hốt nói, tiểu nhân nói rồi, cố ý cường điệu là ý tứ của lão tổ tông, nhưng vương ra không theo, còn một cước đá văng tiểu nhân. Hắn kể ra sự tình lúc ấy hạo thừa ôm huyền vi, nói xong khóc dòng, bộ tầm mù mịt, có chút không biết hạo thừa uống lộn thuốc gì. Hắn tự tin mình vẫn có chút lực uy hiếp, Hoàng tử nào dám không nể mặt hắn? Còn nhớ Hạo Thừa nhìn thấy mình từ trước đến giờ khách khách khí khí, nhưng một Huyền Vi liền có tư vị tốt như vậy, chỉ hoãn một chút cũng không chịu sao? Sắc dục hôn đầu a, à, bộ tâm thực không biết nên nói cái gì cho phải. Có chút sự tình là hắn bố trí, không báo chân tướng cho Hạo Thừa, chỉ để Hạo Thừa dẫn người ra khỏi thành, miễn cho người hiểu Nguyệt các ở kinh thành giết con dâu Hoàng đế mà lực lượng thủ vệ ngồi xem sẽ không dễ nhìn. Mà Thái giám đi theo Hạo Thừa cũng không biết chân tướng sự tình đừng nói thái giám này, ngay cả hộ pháp sư ở trong sơn trang bị điều đi cũng không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì, có chút sự tình trước đó sẽ không lộ liếu. Ai biết sẽ nháo thành như vậy, hạo chân mất mạng, hắn thật không biết nên làm sao giải thích với hạo vân đồ. Giải xuống, xem cho kỹ, tạm gác lại chôn cùng vương ra. Người xuống đó, tự mình thỉnh tội với vương ra đi. Bộ tầm nói xong phất tay áo rời đi, thái giám kia nhất thời hoảng rồi. Lão tổ tông, lão tổ tông, nhưng bị người nhấn lại kéo đi chương 1928, Tiểu Tiên sinh tính khí thật lớn. Trong phù phương viên, Ngọc Thương cũng quọng mặt lại, độc cô tính nói xong chuyện đã xảy ra, lúng túng đứng ở một bên, cũng biết làm hư sự tình. Quả nhiên, Ngọc Thương quát mắng, vô dụng, nhiều người như vậy, để ngươi mang huyền thiên phá cương tiến tới, còn có thiên kiếm phù, vậy mà không cản được một tây môn tình không, ngươi làm ăn cái gì vậy hả? Độc cô tính vội vàng giải thích, sư tôn, thực lực của tây môn tình không đích xác siêu quần, mang đi hảo thủ, lại không người có thể ngăn một kích của hắn, còn nữa, trên tay hắn có một đống thiên kiếm phù, xác thực làm người kiêng kỵ. Bất quá bọn hắn đã trúng huyền thiên phá cương tiễn, vốn cho là bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ ngã ở trên đường, ai biết còn dám chạy về thành chui đầu vào lưới, càng không ngờ tới đệ tử quỷ y sẽ xuất thủ ngăn cản. Ngọc Thương tức giận, đệ tử quỷ y, quỷ y đến lại thế nào, từng cái từng cái trốn trốn tránh tránh, hắn dám nhúng tay sự tình này, ta sẽ xóa tên hắn khỏi tu tiên giới. Độc cô tính, đệ tử cũng không sợ hắn, chỉ là sự tình này, đệ tử có chút kiêng kỵ, không được sư tôn thụ ý, đệ tử không dám vọng động. Ngọc Thương nhìn tới, không hoàn thành sự tình, còn lộng chết nhi tử của Hạo Vân Đồ, người bảo ta làm sao bản giao. Độc Cô Tĩnh vội nói, Hạo thừa đích xác là bị Huyền Vi tử tay giết chết, sự tình này chính xác trăm phần trăm. Ngọc Thương lạnh lùng nói, người đừng quên sự tình này bởi vì chúng ta mà lên. Độc Cô Tĩnh không còn gì để nói. Đúng lúc này, Quách Hành Sơn đi tới, năm đó là hắn bồi tiếp mẹ con Trang Hồng ở Mao Lư Sơn Trang, vừa đến liền chắp tay bẩm báo. Sư Tôn, đã tra xét Sơn Trang, không phát hiện bất kỳ đồ vật gì. Ngọc Thương trầm giọng nói, thương hoàn và danh sách một cái cũng không tìm được. Quách hành Sơn, cẩn thận tìm qua, chỉ cần là vật huyền vi mang đi, từng loại vò nát tra xét, nhưng xác thực không có. Không mang theo, vậy giấu ở nơi nào? Ngọc Thương hít sâu một hơi, bỗng nhanh chân tiến lên. Đi, ta ngược lại muốn nhìn xem đệ tử quỷ y kia có mấy cái đầu. Ngự thư phòng, Hạo Vân đồ lặng im không nói gì. Bộ tầm cúi đầu quỳ gối ở phía dưới, làm hư hại sự tình, tự mình tới thỉnh tội. Ngoài điện đi vào ba người, không người dám cản, chính là trưởng môn thiên hỏa giáo Vũ Văn Yên, trưởng môn huyền binh tông Bắc Huyền, trưởng môn đại khâu môn Tam Thiên Lý. Nhìn thấy bộ tầm quỳ gối, ba người đoán được là sự tình gì, đã nghe đệ tử báo. Ba người đi vào cũng không giúp bộ tầm nói cái gì, biết hoàng đế sẽ có quyết định, hơn nữa sự tình ra ngoài ý muốn, không thể toàn bộ trách ở trên người bộ tầm, bộ tầm khẳng định không muốn nhìn thấy sự tình như vậy phát sinh, hoàng đế không có khả năng làm khó dễ bộ tầm. Nhìn thấy ba người đi vào, Hạo Vân Đồ đứng dậy hành lễ. Chúng ta nghe nói rồi, bệ hạ nén bi thương, Vũ Văn Yên buông tiếng thở dài. Hạo Vân Đồ nói, nói đến, chấm đích xác xin lỗi nhi tử này, bên Ngọc Thương nói là Huyền Vi tự tay giết lão thập thất nghe nói huyền vi và tây môn tình không chúng độc chạy trốn tới chỗ đệ tử quỷ y, được đệ tử quỷ y thu nhận giúp đỡ. Đến tột cùng hạo thừa là làm sao chết, bên này không có nhân chứng tận mắt trông thấy, người đi thăm dò từ hiện trường nhìn ra dấu hiệu diệt khẩu. Ba vị trưởng môn nhìn nhau, tam thiên lý nói, bệ hạ muốn từ chỗ đệ tử quỷ y đòi người, hạo vân đồ, dù sao cũng là nhi tử của chấm, chết như thế nào lại chỉ là lời nói một bên của hiểu nguyệt khác, làm sao cũng phải mang huyền vi đến biết rõ nguyên nhân cái chết chứ nếu không chấm không biện pháp bàn giao với mẫu thân của nó. Không biết ba vị trưởng môn ý như thế nào, sự tình liên lụy tới quỷ y, cũng chính là liên lụy tới tu tiên giới, vạn nhất có việc còn phải là tam đại phái ra mặt, phải hỏi một chút ý kiến. Tam Thiên Lý nói, tình huống hiện tại là, coi như điều tra rõ là bị hiểu nguyệt các hại chết lại thế nào. Coi như là huyền vi làm, bệ hạ đã đáp ứng giao huyền vi cho Ngọc Thương, thế cục trước mắt cũng không tiện đổi ý. Ngữ khí của Hạo Vân đồ có chút lạnh, Ba vị trưởng môn là muốn chấm coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vũ Văn Yên nhấn tay nói, tuyệt đối không phải ý này, Bệ hạ không nên hiểu lầm, là như vậy, vừa nãy chúng ta nghe nói, Ngọc Thương đã mang người tự mình đi tìm đệ tử quỷ y đòi người, Ngọc Thương đã đi, Bệ hạ không nên nhúng tay nữa. Hạo Vân Đồ không rõ, Vũ Văn trưởng môn có ý gì? Vũ Văn Yên, quỷ y kia hành tung bất định, trước kia cũng từng làm ra một chút sự tình chấn nhiếp người, để người không mò ra sâu cạn. Cho nên bệ hạ không tất yếu đi đòi người, nếu đối phương không cho, cường hành đòi lấy mà nói, sẽ chọc ra phiền toái không cần thiết. Bất kể nói thế nào, vô tâm kia cũng từng cứu qua hoàng thất, náo trở mặt sẽ không quá hay, rơi vào trong mắt ngoại nhân, sẽ tỏ ra bệ hạ vô tình vô nghĩa. Tam thiên lý gật đầu, Ngọc Thương muốn người, vậy để Ngọc Thương đi đòi, chuyện đắc tội với người để Ngọc Thương đi làm, hiện tại Ngọc Thương chính là một con cá thấy mồi, không cắn không chịu nhả. Để Ngọc Thương thử xem quỷ y kia sâu cạn, nếu quỷ y thật có năng lực ganh đua cao thấp với hiểu nguyệt các, vậy chúng ta cần gì phải xông ở phía trước, càng không tất yếu đi trêu chọc. Bệ hạ, không ngại yên lặng nhìn tình huống, bác huyền e hèm nói, chờ Ngọc Thương đòi được người, sẽ không quan hệ gì tới quỷ y nữa, quay đầu lại chúng ta đi tìm Ngọc Thương đòi người hỏi rõ chân tướng là được. Ở tề kinh này, ba nhà chúng ta tạo áp lực, lại có lý do điều tra rõ cái chết của hoàng tử, Ngọc Thương không thể không giao người. Hạo vân đồ, chỉ sợ Ngọc Thương sẽ giết người diệt khẩu. Bắc Huyền, đã giết người diệt khẩu, còn cần tra sao? Sổ sách nên tính như thế nào, nhớ kỹ là được. Ở vùng kinh thành này, dám giết hoàng tử, cũng là đánh mặt chúng ta, chúng ta sẽ không ngồi yên không để ý đến, nhất định phải bước đối phương đưa ra bàn giao. Ba người dắt tay nhau mà đến, chính là cái ý tứ này, ngăn hạo vân đổ vọng động. Ngoài cửa viện, đám người Ngọc Thương đi tới, có người phất tay ra hiệu người leo tường vào, nhưng Ngọc Thương ngăn lại. Hắn quay đầu lại hỏi, xác nhận người còn ở bên trong, độc cô tĩnh, con, người của chúng ta liên tục nhìn chằm chằm, ngọc thương nhấc cầm, độc cô tĩnh hiểu ý, lập tức lên bậc thang gõ cửa. Sau khi gõ một lúc, cửa mở, quách mạn lộ đầu ra nhìn, nhìn thấy độc cô tĩnh, không khỏi nói. Ngày hôm nay tiên sinh không tiếp khách, nói xong muốn đóng cửa, độc cô tĩnh ra tay, chặn cửa muốn đóng, quay đầu lại nhìn sư phó, lấy ánh mắt hỏi dò, thái độ này của đối phương nên xử lý như thế nào. Quách mạn tức giận, các ngươi làm gì, Ngọc Thương lạnh nhạt nói, đã cho mặt mà không muốn mặt, vậy đành phải không xin phép mà vào rồi. Mọi người lập tức xông lên phía trước mở đường, trực tiếp đẩy cửa ra, làm cho quách mạn cảnh giác lùi về sau. Có người khác thì trực tiếp lắc mình vượt tường tiến vào. Ở dưới mọi người chen chúc, Ngọc Thương không nhanh không chậm đi vào, nhàn nhã nhìn chung quanh, gật đầu khen ngợi. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, ngược lại là nơi an tĩnh nhã trí nhân viên tùy hành đề phòng bốn phía, Ngọc Thương đi tới giữa sân rừng bước, nhìn Quách Mạn cười nói. Vô tâm tiên sinh đâu, làm phiền mời ra gặp mặt. Quách Mạn không biết thế lực hiểu nguyệt các lớn như thế nào, càng là lần đầu nhìn thấy người dám cứng sông vào nơi này, trong lòng có mấy phần khiếp đảm, nhưng vẫn đánh bạo nói. Ta nói rồi, ngày hôm nay tiên sinh không tiếp khách. Này e là không thể theo hắn, Ngọc Thương khẽ mỉm cười, bỗng thi pháp lớn tiếng nói. Vô tâm tiên sinh, hiểu nguyệt các các chủ ngọc thương đến bái phỏng mời ra gặp mặt thanh âm chấn động đình viện quách mạn âm thầm hoảng sợ là hiểu nguyệt các các chủ đích thân tới đối với nàng mà nói hiểu nguyệt các các chủ ở tu tiên giới là nhân vật đại khủng khiếp có chút nghĩ mà sợ may là đối phương không có sằng bậy chương 1929, hương tiêu ngọc vẫn một phô tâm không xuất hiện đang lo cứu người nào có nhàn tâm ngừng tay bất quá nhàn bảo như ngược lại lộ diện lắc người một cái bóng người rơi xuống đất ngắm nhìn nhân thủ bố trí bốn phía cười lạnh nói ngọc thương trận thế lớn như vậy hù dọa ai đó ngọc thương giảng đạo lý tự nhiên là không cần sợ hãi đã sớm nghe nói ngươi làm việc vặt ở trong này ngày hôm nay xem như kiến thức sao phải tự làm khổ mình nếu như đến hiểu nguyệt các ta tất không bạc đãi nhan bảo như một đám người lén lén lút lút bỏ ra ngoài nghĩ mình không phải quỷ sao xếp hạng ở trên đan bảng nàng còn trước đối phương vài vị trí sẽ không dễ dàng nhượng bộ ngọc thương ta không phải đến đấu khẩu với ngươi cũng không muốn làm lớn chuyện với ngươi ngươi cũng đừng tự bôi xấu mời vô tâm tiên sinh đi ra đi nhan bảo như có sơ tình gì nói với ta cũng vậy ngọc thương nếu như ngươi có thể làm chủ vậy thì dễ làm ngươi hẳn phải biết vì sao ta đến chỉ cần giao huyền vi và tây môn tình không ra đây chúng ta lập tức rời đi tuyệt đối không làm khó dễ các ngươi nhan bảo như dám mạnh mẽ xông vào nơi này muốn người ngọc thương ngươi là cái thứ nhất tự phong cái gì quốc sư, quả nhiên là không giống. Nơi này không phải tần quốc, cũng không phải hiểu nguyệt các của ngươi, nơi này có quy củ của nơi này, mặc kệ ân oán ngoại giới, các ngươi có thù hận gì, quay đầu lại tự mình giải quyết, hiện tại lập tức cút ra ngoài. Ngọc Thương, Nhan Bảo Như, hiện tại ta cho mặt mũi, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lời vừa nói ra, cung tiến thủ ở bốn phía lập tức kéo cung nhắm qua bên này, đồ cô tĩnh và quách hành sơn thì trực tiếp lộ ra thiên kiếm phù nhan bảo như sầm mặt lại, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên mặt Ngọc Thương. Ngọc Thương, người cần phải hiểu rõ, thật muốn kinh động quỷ y xuất sơn sao. Ngọc Thương, ta cũng không muốn kết oán với hắn, cũng không muốn cậy thế bắt nạt đồ đệ hắn, nhưng nơi này có người giết đệ tử hiểu nguyệt các ta, đồ đệ hắn nhất định muốn nhúng tay che chở mà nói, vậy chính là chủ động đối địch với hiểu nguyệt các. Bắt nạt đến trên đầu hiểu nguyệt các ta, ta mặc kệ hắn là quỷ y hay thần y, nếu chán sống, có thể tới thử xem, sau đó nói, đã mời không ra, vậy thì lục soát đi. Mọi người lập tức tứ tán đi tìm tòi. Địa phương nhỏ như thế, sao có thể để bọn hắn lục soát, chỉ lo vô tâm có chuyện, Nhan Bảo như lắc người rời đi. Nhìn hướng đi, Ngọc Thương cũng bước nhanh đi theo. Mọi người tùy tùng rời đi, không ai coi quách mạn là cái gì, cũng không ai làm khó dễ. Quách mạn nhìn chung quanh một thoáng, lặng lẽ cởi ra vòng tay. Trong phòng trị liệu, Nhan Bảo như lắc mình đi vào. Bên trong trên trán vô tâm đổ mồ hôi, đang giúp Huyền Vi cứu trị tới thời khắc mấu chốt nhất. Nhan Bảo Như gấp gáp hỏi, tiên sinh, hiểu nguyệt các các chủ cố xông vào, vô tâm đang tập trung, không rảnh nghĩ nhiều, chỉ nói. Bảo bọn hắn cút đi, cút, tiểu tiên sinh tính khí thật lớn, thanh âm của Ngọc Thương truyền đến, hất mạnh lên, mang người trực tiếp xông vào. Nhìn thấy Huyền Vi nằm trên đài, còn có Tây Môn Tình không ngồi ở bên, Ngọc Thương nở nụ cười, cũng yên tâm. Vô tâm chỉ nghiêng đầu liếc nhìn, Nhìn thấy có người cố xông vào, hơn nữa là một đám nam nhân, biểu cảm hơi phẫn nộ, cần biết hiện tại Huyền Vi gần như loá thể. Nhưng hiện tại hắn thật không rảnh để ý quá nhiều, tiếp tục quay đầu lại cứu trị, từng cây ngân châm chấm dược, không ngừng hạ châm. Không ngừng hạ châm, lại không ngừng rút, điểm thuốc vào những vị trí quan trọng. Lúc này Huyền Vi trên căn bản đã chết rồi, hắn đang suy nghĩ tất cả biện pháp bảo vệ một tia tâm mạch không cuối cùng của Huyền Vi không bị độc tính công phá, cũng chống đỡ độc tính ăn mòn não bộ của Huyền Vi bằng không coi như cứu sống Huyền Vi cũng trở thành một kẻ ngu si. Hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì phải tận lực thành công, bằng không đối với hắn mà nói là một loại khinh nhờn. Hiện tại hắn đang cùng tử thần đọ sức, nào dám có chút bất cần. Nhưng ngoại nhân không biết, còn tưởng hắn tinh khí rất lớn. Nhìn thân thể bị vải trắng che chắn, cắm không ít ngân châm, ngọc thương vì tránh hiểm nghi, không có nhìn thân thể huyền vi quá lâu, mà đi tới đối diện vô tâm. Vô tâm tiên sinh, không cần vội vàng, người giao cho ta mang đi là được độc cô tĩnh và quách hành sơn tay cầm thiên kiếm phủ ở hai bên người hắn để phòng nhan bảo như đối với bọn hắn mà nói nhan bảo như là uy hiếp to lớn nhất vô tâm chỉ nói một câu cút đi ra ngoài bị nhiều lần bảo cút trên mặt ngọc thương có chút không nhịn được vô tâm coi như sư phó ngươi là quỷ y đến tự ý nhúng tay vào sự tình các nước hắn cũng phải cân nhắc một chút sửa tình các nước ngay cả cửu thánh cũng tận lực không can dự ngươi không khỏi quá mức tự đại chút nể tình sư phó ngươi, ta không muốn làm khó, nhưng ngươi cũng nên thức thời. Đạo lý này coi như là sư phó ngươi đến, cũng có thể nói qua. Vô tâm không dành nhiều lời với hắn, đã đuổi không đi, hắn cũng chỉ có thể trước tiên cứu người, cái khác nói sau. Nhưng thái độ không để ý tới của hắn làm Ngọc Thương tức giận, Ngọc Thương trầm giọng nói. Mang người đi, mọi người lập tức áp sát, nhan bảo như không để ý tới Tây Môn Tình không, sợ vô tâm bởi vì chăm chú mà xảy ra chuyện, cướp bước lên trước, kéo vô tâm ra, Vô tâm đột nhiên bị quấy dày phẫn nộ rồi, quay đầu lại nhìn nhan bảo như hầm hầm, tát một cái, đùng. Nhan bảo như bị đánh sướng sờ, nhưng rất bất đắc dĩ, cũng không tức giận. Nàng lý giải thái độ trị liệu của vô tâm, nhưng vô tâm lại không biết những người này đã dám xông đến ý nghĩa là gì. Những người này không phải phố phường vô lại có thể so sánh, chọc phát hỏa lên sẽ giết người không chớp mắt. Một cái tát này, cũng làm ngọc thương ngẩn người, thấy nhan bảo như bị đánh không phản bác, dáng dấp giống như tiện tì, không khỏi cười lắc đầu. Các ngươi làm gì?" Vô Tâm quay đầu lại, nhìn thấy người Hiểu Nguyệt các rút ngân châm trên người Huyền Vi, nhất thời nổi giận. Dừng tay, nhưng Nhan Bảo như lôi kéo hắn không thả, bảo hộ Vô Tâm an toàn là trách nhiệm của nàng. Người Hiểu Nguyệt các rút cũng không phải cố ý, mà là trên người Huyền Vi cắm đầy châm, bất tiện mang đi, tự nhiên là tiện tay rút ra. Nhìn thấy ngân châm ở những vị trí quan trọng không còn, Vô Tâm trừng lớn hai mắt, cả người như rút hết lực lượng, ngơ ngác, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất phát hiện cho dù y thuật của mình cao minh đến đâu, ở trước mặt cường quyền vẫn nhỏ bé như vậy, là bất lực như vậy. may là nhan bảo như lôi kéo hắn, không để hắn ngã xuống. Ngọc Thương cũng nhìn ra không bình thường, vội vàng nói: thuốc giải, nhanh, bảo vệ tâm mạch của nàng. hắn muốn mang người đi, muốn cậy miệng của Huyền Vi đạt được đồ vật mình muốn, tự nhiên là ỉ vào trên tay có thuốc giải độc, không cần vô tâm phí lực. lập tức có người ra tay, một người thi pháp, một người lấy ra thuốc giải nặn miệng Huyền Vi ra nhưng trong nháy mắt mở miệng trong môi huyền vi tuôn ra một dòng máu nhưng bên này vẫn cường hành nhét thuốc vào miệng huyền vi cường hành đưa vào trong bụng muốn thi pháp hỗ trợ luyện hóa viên thuốc mau chóng thôi hóa dược tính người thi pháp bảo vệ tâm mạch của huyền vi khóe miệng co giật chậm rãi ngẩng đầu nhìn ngọc thương lúng túng nói các chủ chết chết rồi ngọc thương cả kinh đẩy hắn ra tự mình kiểm tra kiểm tra xong cả người cũng phát mộng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía vô tâm một khắc này Ngọc Thương ý thức được cái gì, ý thức được mình tự đại có khả năng phạm vào sai lầm, có lẽ nên đàng hoàng chờ, chờ Vô Tâm cứu người xong lại nói. Bỗng nhiên hắn quay đầu lại, nhìn về phía Tây Môn Tình không hôn mê, chỉ vào hò hét. "Nhanh, thuốc giải, Huyền Vi chết rồi, nhưng có lẽ Tây Môn Tình không còn biết cái gì, phí công phu lớn như thế, tổng không thể cái gì cũng không được a." À. Chương 1930, Hương Tiêu Ngọc vẫn khai. Lập tức có người vội vàng đi cứu Tây Môn Tình không mà vô tâm ngay cả nhìn cũng không nhìn, chỉ ngơ ngác nhìn huyền vi an tường nằm đó, còn cứu tây môn tình không, hắn đã không đáng kể, chết một người cùng chết hai người đối với hắn mà nói còn có ý nghĩa gì sao. Nữ nhân trên đài kia, an tĩnh không tiếng động, trên người chỉ có vải trắng che chắn, khuôn mặt như hoa. Một đời quyền tướng, mà đại nữ hoàng, từng cao cao tại thượng, phong quang vô hạn, vạn người kính ngưỡng, vô số người vây quanh bảo hộ. Cũng từng bất đắc dĩ như vậy, chỉ vì muốn đội vương miện tất nhận trọng trách, ở trong khổ sở dẫy dụa muốn cứu lại quốc gia của nàng, nhưng trung quy là không làm được. Như người trước mắt muốn cứu lại tính mạng của nàng, cũng không làm được. Vương miện kia như một gông xiềng vô hình, khi nàng khổ sở dẫy dụa không muốn giải thoát, thì chú định vận mệnh của nàng giống như quốc gia, nước không còn, nhà không còn, nàng cũng không có ý nghĩa tồn tại. Khi sắp chết, ý thức được vương miện kia đã không tồn tại, hoàn toàn tỉnh ngộ, minh bạch khổ hải vô biên quay đầu là bờ, dường như đã muộn. Khuôn mặt Y Nguyên như hoa như ngọc, chỉ là môi xanh đen, còn có trong miệng chảy ra vết máu, làm khuôn mặt lộ ra chút quỷ dị. Nữ hoàng mất nước cuối cùng mất mạng ở nơi đất khách quê người, hơn nữa là chết ở trong một gian phòng nho nhỏ tràn ngập mùi thuốc, Ngọc Thương nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, tâm tình có chút trầm trọng, lặng im không tiếng động. Thông qua tình hình vừa nãy, Ngọc Thương ý thức được mình có khả năng trong lúc vô ý chung kết tính mạng của vị nữ hoàng duy nhất trong bảy nước, biết nữ nhân này sẽ chết ở trong tay hắn bởi vậy không có dự định buông tha, chỉ không nghĩ tới sẽ là loại phương thức này. Sự tình này để người rất phiền lòng, chỉ ít thứ hắn muốn biết còn chưa có. Quách hành sơn ngồi trồm hỗn ở trên mặt đất đứng lên, qua bẩm báo. Sư tôn, sẽ không có chuyện gì, đợi độc tính toàn diện giải trừ, thì có thể tỉnh lại. Ngọc thương thở ra một hơi, lục xoát, có người lập tức xoát người Tây môn tình không, di thể của huyền vi cũng không buông tha, thì pháp kiểm tra trong cơ thể nàng có dấu đồ vật hay không, ngay cả tóc cũng không buông tha ngay cả chết rồi cũng không được an bình này là số mệnh của rất nhiều đế vương này còn coi như tốt từ xưa tới nay không ít sau khi trôn còn bị đào ra quất xác ánh mắt của nhan bảo như chuyển động nhìn cử động của những người này nhìn huyền vi ở trên đài bị khinh nhờn lại nhìn tây môn tình không hôn mê cảm thấy có chút thương cảm nàng nghe nói qua tây môn tình không si tình huyền vi nàng cũng tận mắt nhìn thấy tây môn tình không ôm huyền vi xông vào nơi đây quỳ xuống khóc lóc cầu xin nàng không biết khi Tây môn tình không tỉnh lại biết Huyền Vi đã chết sẽ là phản ứng như thế nào kết quả là cái gì cũng không tìm được chỉ từ trên người Tây môn tình không tìm được một chút thiên kiếm phủ và tài vật đan dược Ngọc Thương banh mặt ngắm nhìn bốn phía hò hét lục cả trạch viện này cho ta mọi người nhất thời lục tung tùng phèo bình bình lon lon khuynh đảo không nói các loại thuốc càng lấy ra đổ xuống vô tâm dần dần tỉnh táo lại lạnh lùng nhìn Ngọc Thương đến mức độ này Ngọc Thương mới sẽ không quản hắn có cao hứng hay không. Nếu như không phải nể tình vô tâm còn có chút bối cảnh, tâm làm thịt đối phương cũng có. Tuy chỗ này không lớn, nhưng cẩn thận lục soát cũng không phải sự tình một lát có thể hoàn công. Ngọc Thương lạnh lẽo nhìn về phía vô tâm, vì phòng ngừa sai sót, trước khi ta không có tìm được đồ vật, làm phiền chư vị trước tiên đi theo chúng ta một chuyến, tìm ra đồ vật tự nhiên sẽ thả chư vị bình an trở về. Nhan bảo như nổi giận, Ngọc Thương người đừng quá đáng nàng hiểu ý tứ của đối phương, này là lo lắng đổ vật người chết giao đến trên tay bọn hắn, vì phòng ngừa vạn nhất, muốn trước tiên khống chế bọn hắn. Cũng chính là nói, nếu như từ trong miệng Tây môn tình không hỏi không ra cái gì, sẽ thẩm vấn bọn hắn. Cái gì đàn bảng thứ hai, không có tư cách ngang ngược ở trước mặt lão phu. Ngọc thương tâm tình không tốt, quát mắng, chỉ về Tây môn tình không. Không muốn trở thành hắn thứ hai, thì trung thực phối hợp. Ý tứ là, ngay cả đàn bảng đệ nhất cao thủ cũng như vậy, Ngươi là cái thá gì? Ngươi, Nhan Bảo Như cực kỳ tức giận, nhưng vô tâm tỉnh táo lại kéo nàng, ở bên tai nàng nói thầm: "Mang theo ta là trói buộc, không cần lo cho ta, ngươi đi trước." Dưới mái hiên có lục lạc. Nhận ra được hai người thì thầm, Ngọc Thương nộ chỉ: "Các ngươi đang nói thầm cái gì đó?" Nhan Bảo Như hít sâu một hơi, đột nhiên lắc người, sau lưng va vào vách tường, cạch, phá tường rời đi. Gạch đá bắn bay, người bên ngoài cũng rất bất ngờ, chỉ thấy bóng người lóe lên mà thôi. Nhan Bảo như đánh đổ mấy người rơi ở trước cửa lớn ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện lục lạc vẫn treo ở dưới mái hiên không thấy. Ngăn cản nàng, tiếng quát của Ngọc Thương truyền đến, nội tâm Nhan Bảo như sốt ruột, nhưng đối phương người đông thế mạnh, lại có thiên kiếm phù và huyền thiên phá cương tiến, không tất yếu ăn thiệt thòi trước mắt, chỉ có thể lắc người rời đi. Nhan Bảo như chạy thì thôi, còn có một người cũng không gặp, là Quách Mạn. Người kia, trong đình viện, độc cô tính hỏi, một người nói, rời đi, độc cô tính quát mắng, Ai bảo các ngươi thả nàng đi? Nay liền lúng túng, chỉ biết là tới bắt Tây Môn Tình không vào Huyền Vi, không nói phải nhầm vào đám người vô tâm, cộng thêm tên tuổi quỷ y, bên này xem như trơ mắt nhìn quách mạn rời đi, cũng có thể nói không coi quách mạn là sự việc. Sau khi biết tình huống, Độc Cô Tĩnh chỉ ra bên ngoài gào thét. "Còn không đi tìm cho ta, chạy một người, ai dám bảo đảm đồ vật của Huyền Vi không ở trên thân người chạy mất." Vô Tâm cũng bị giải đi ra, nhưng không có quá mức, không có chói hoặc mạnh mẽ bắt lại vô tâm bị ép đi ra đại môn ngẩng đầu nhìn nhìn thấy lục lạc dưới mái hiên không còn cũng không nói gì không lên tiếng theo người phiêu miểu cắt rời đi keng lách tách keng lách tách đầu đường quét mạn bước nhanh rời đi trên tay lắc lục lạc lục lạc phát sinh thanh âm có chút cổ quái lần thứ nhất va chạm âm chưa tiêu va chạm sau phát sinh thanh âm vậy mà là thanh âm tích tích này là vô tâm đã từng thông báo một khi hắn gặp gỡ phiền phức bảo nàng lấy xuống lục lạc dưới mái hiên nếu như có khả năng mà nói đến trên đường này rung vang lục lạc nàng cũng không nghĩ tới mình có thể thuận lợi rời đi khởi điểm chỉ là muốn giấu vòng tay đi kết quả phát hiện người hiểu nguyệt các căn bản không coi nàng là sự việc nàng liền lấy được lục lạc thuận thế rời đi còn vòng tay vừa ra cửa nàng đi lướt qua một người bán hàng rong đã giao cho đối phương người bán hàng rong tự nhiên sẽ đưa vòng tay đến địa phương cần đến một hiệu thuốc ở đầu đường trưởng quỹ bỗng nhiên xoay người bước nhanh ra cửa nhìn quách mạng đong đưa lục lạc đi qua trưởng quỹ cấp tốc quay đầu lại bắt chuyện một tên tiểu nhị thì thầm nói một trận. Tiểu nhị gật đầu, vội vàng rời đi, tiếp đó trưởng quỹ lại bảo một tiểu nhị khác trong cửa tiệm, mình cũng đi ra ngoài. Hiệu thuốc nhà này không tính lão điếm, cũng không tính tân điếm, là ở sau khi vô tâm tới tể kinh không lâu mở ra. Quách mạn một đường đong đưa lục lạc, nàng không biết đong đưa lục lạc có thể có tác dụng gì, nhưng biết chắc có quan hệ tới quỷ y. Phía trên vẫn muốn biết tung tích của quỷ y, nhưng nàng không có cơ hội, lần này gặp phải tình huống như vậy, dưới tình huống còn không biết sẽ ra sự tình gì, liền coi là cơ hội tự ý lấy lục lạc ra sử dụng. Có thể được phái tới nơi này nằm vùng, tự nhiên là năng lực nhạy bén, không thể để một người ngốc đến làm nhiệm vụ này nha. Đi tới đầu đường, vừa muốn xoay người lại làm lần nữa, có vài bóng người từ trên trời giáng xuống, vây quanh nàng, chính là người hiểu nguyệt các. chương 1931, hẳn phải chết. Bách tính ở bốn phía nhìn thấy những người này từ trên trời hạ xuống thì hơi kinh hoàng, tranh thủ lui lại. Trên tay Quách Mạn nắm lục lạc có chút khẩn trương, tự biết không phải đối thủ của những người này, bất an nói: "Các ngươi muốn làm gì? Tốt nhất thành thật một chút, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Một người cầm đầu phất tay ra hiệu, mấy người cùng nhau tiến lên. Quách Mạn không có phản kháng, biết kết cục phản kháng càng xui xẻo, nên bó tay chịu trói. Lục lạc trong tay nàng cũng bị đối phương lấy đi, đối phương cầm lắc lắc, phất tay nói: "Mang đi, đã có người Tam Đại phái phát hiện dị thường bay lượn đến." nhìn thấy bên đường bắt người, cảm thấy người hiểu nguyệt các không khỏi quá mức cản rỡ lớn mật, muốn ra mặt can thiệp, muốn biết là chuyện gì xảy ra. Ai biết có người nhấc tay ngăn cản, xua xua tay, ra hiệu không cần lo. Trường quỹ tận mắt nhìn thấy quách mạn bị bắt đi, nhìn theo người bị mang đi xa, sắc mặt có chút nghiêm nghị, cũng cấp tốc rời đi. Ngoài ngự thư phòng, sau khi bộ tầm và người phía dưới trò chuyện một phen, bước nhanh trở về, đăng báo tình huống dò thăm được. Trong điện, Hảo Vân Đồ và trưởng môn của Tam Đại Phái đều chờ, chờ tin tức Ngọc Thương tự mình đi gặp đệ tử quỷ y. Huyền Vi chết rồi, Vũ Văn Yên có chút kinh ngạc, Hảo Vân Đồ cao mày không nói, trong vòng một ngày, nhi tử chết, con dâu cũng chết, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Bộ tầm một mực cung kính nói, vâng, thi thể đã bị mang về phù phương viên, còn chết như thế nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Mấy người nhìn nhau, đều có chút ngoài ý muốn, đều cảm thấy Ngọc Thương không nên vội vã giết Huyền Vi mới đúng, trừ khi đã chiếm được đồ vật nhưng nếu đạt được đồ vật thì không có khả năng giữ lại tính mạng của tây môn tình không chẳng lẽ muốn chờ tây môn tình không đến báo thù sao ngọc thương chắc chắn sẽ không mềm tay thay đổi ai cũng sẽ làm thịt tây môn tình không còn có chính là bắt đệ tử quỷ y sự tình này lộ ra mấy phần kỳ lạ vũ văn yên xem ra ngọc thương còn không có được đồ vật mình muốn huyền vi chết e là có nguyên nhân khác bác huyền vuốt dâu nói Trước kia nhìn Ngọc Thương này giả làm nhà giáo cực kỳ có phong phạm, không nghĩ tới tính khí không nhỏ, thậm chí ngay cả đệ tử quỷ y cũng bắt, này là chính diện đối kháng với quỷ y nha. Tam Thiên Lý nói, hiểu nguyệt các vốn trốn ở trong bóng tối, bây giờ nhảy ra, danh tiếng là ra rồi, nhưng phiền phức đoán chừng cũng đủ làm Ngọc Thương sứt đầu mẻ chán, dưới tình huống trước mắt, xem ra đích xác là có chút không trầm tính được, thấy cái gì cũng muốn lấy. Bắt đệ tử quỷ y, cũng không biết có thể dẫn quỷ y ra ngoài hay không. Vũ Văn Yên, tính cách quỷ y cổ quái nghe nói là tính tình có oán tất báo nếu như đồn đại là thật ngọc thương làm như vậy sợ là chúng ta sẽ có cơ hội nhìn thấy mấy người nhìn nhau nở nụ cười đối với sự tình người nào đó chết căn bản không coi là việc to tát hiển nhiên là muốn chờ náo nhiệt xem hạo vân đồ mặt không hề cảm xúc nhưng không cười nổi dưới hoàng hôn anh vương hạo chân hồi phủ thiệu liếu nhi chờ ở cửa nghinh tiếp lúc bồi bạn đi vào thử hỏi vương ra nghe nói thập thất hoàng đệ chết rồi huyền vi cũng chết Vô Tâm tiên sinh bị người hiểu nguyệt các bắt đi. Hạo Chân vừa đi vừa khẽ gật đầu, tin tức truyền ra còn rất nhanh, đúng thế. Sau khi xác nhận, trong lòng Thiệu Liễu Nhi có chút lo lắng, lo lắng không chỉ là bởi vì chuyện cũ của mình và Vô Tâm, không muốn Vô Tâm chịu tội, bằng không Tâm bất an, thứ hai là sợ Vô Tâm lộ ra sự tình với nàng. Dù sao nàng đã là người có chồng, Hạo Chân đối đãi nàng cũng không tệ, tháng ngày đang yên đang lành, không muốn bỗng nhiên long trời lở đất. Vương gia dù sao vô tâm tiên sinh cũng từng cứu tính mạng của ngài thiệu liễu nhi không nhịn được nhắc nhở bước chân hạo chân dừng lại hỏi nàng muốn nói cái gì thiệu liễu nhi thử nói về tình về lý chúng ta không thể thấy chết không cứu a à. hạo chân than thở liễu nhi đạo lý ta sao có thể không minh bạch ta vừa nghe được tin tức cũng đã dâng thư hy vọng phụ hoàng có thể can thiệp sự tình này ta nghĩ hoàng tộc khác cũng sẽ làm như vậy đầu tiên là trả ân tình thứ hai là không muốn phụ hoàng để người ngoài cảm thấy vong ân phụ nghĩa. Nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, đây chỉ là làm mặt ngoài, loại sự tình này không phải chúng ta nói hộ sẽ hữu dụng. Kỳ thực trong lòng mọi người đều rõ ràng sự tình huyền vi và lão thập thất là chuyện gì xảy ra, trước khi sự tình không có công khai, ai cũng không dám đề cập, nếu không sẽ xúc phạm kiêng kỳ. Hiểu nguyệt các dám động thủ ở Tề Kinh, mà trong thành lại không có bất kỳ động tính, trong cung không ngầm đồng ý có khả năng sao. Ai dám dính vào, tại sao trong cung lại ngầm đồng ý. Tình huống trước mắt nàng cũng biết, chính là thời điểm cùng quân tần góp lực đồng tâm, đại cục làm trọng, không phải cảm thụ cá nhân của ai có thể chi phối. Liễu nhi, tâm tình của nàng ta có thể lý giải, nhưng sự tình có lẽ không nát như người nghĩ, vô tâm tiên sinh dù sao cũng là đệ tử quỷ y, theo lý quỷ y hẳn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Còn nữa, hiện tại chiến sự bất lợi, nếu quốc gia không bảo đảm, dùng cái gì bảo lãnh người. Thời buổi rối loạn, nàng đừng sằng bậy, giữ yên lặng đi. Dứt lời tiếp tục đi vào, thân sắc của thiệu liễu nhi lộ ra âm u và vô lực. Huyền vi chết rồi, trên công trường xây dựng thái học, thiệu bình ba nghe báo không khỏi kinh ngạc. Nhanh như thế, không có giết tây môn tình không, huyền vi đã chết, theo lý thuyết hiểu nguyệt các không thể làm như vậy a. À. Thiệu tam tình, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, trước mắt chỉ biết những thứ này. Thiệu bình ba thổn thức lắc đầu, huyền vi này, là hảo thủ kinh lược nội chính, làm không ít nam nhi thẹn thùng. Nhưng cũng chính vì vậy, mới có một kiếp này, không tính sự tình ngoài dữ liệu, khả năng này có quan hệ tới hoàn cảnh trưởng thành của nàng ở vệ quốc. Này cũng là nguyên nhân lúc trước hắn không đầu quân vệ quốc. Bất kể nói thế nào, vệ quốc có thể duy trì giàu có, nàng không thể không kể công, cũng coi như nữ trung nhân kiệt, bách tính vệ quốc hẳn phải cảm tạ nàng. Nhưng bây giờ vệ quốc bị ngọn lửa chiến tranh đồ thán, bách tính chỉ lo cầu sinh. Bách tính đều là người nhanh quên, trước mắt cầu an vượt qua tất cả lại có mấy người sẽ nhớ tới huyền vi nàng kỳ thực nàng không có dã tâm gì chỉ là bị bước đến vị trí kia sớm nên buông tay vẫn giúp đỡ trái lại là hại mình hại đệ đệ ưu khuyết điểm tùy ý hậu nhân phán xét một đời nữ kiệt đi qua a thấy hắn chắp tay nhìn trời thiệu tam tỉnh có thể nhìn ra hắn cũng khá cảm khái thử nhắc nhở tây môn tình không kia còn sống đan bảng đệ nhất cao thủ a bên người đại công tử vẫn thiếu cận vệ đắc lực hiện tại hắn người đang ở hiểm cảnh nếu như ai có thể cứu hắn mà nói thiệu bình ba biết hắn muốn nói cái gì lắc đầu ngắt lời về quốc diệt phong có quan hệ tới ta hắn không căm thù ta đã rất tốt cũng đừng mong đợi hắn cảm tạ ta tính cách loại người này không nên cuốn vào trong phong vân như vậy tu vi cao nữa lại có tác dụng gì đã phế bỏ chú định sẽ đi vào tử lộ tự mình tìm chết không ai có thể cứu hiện tại ta ngược lại là lo lắng bên liễu nhi hy vọng vô tâm đừng gây chuyện chỉ mong quỷ y có thể ra mặt giải quyết sự tình này. Cầu tiên sinh cứu giúp, trong tiểu viện phủ thừa tướng của Tống Quốc, Ngụy Đa quỳ gối ở trước mặt giả vô quần, hai mắt đỏ hồng. Vừa biết sự tình bên Tề Kinh, biết Huyền Vi chết rồi, Tây Môn Tình không lại đang ở trong hiểm cảnh, thêm nữa giả vô quần cầm bút viết xuống hai chữ hẳn phải chết chỉ Tây Môn Tình không, nhất thời rước lấy Ngụy Đa cầu xin hỗ trợ. Loại sự tình này hắn cũng chỉ có thể cầu đối phương, bởi vì vị này có thể sử dụng lực lượng Tống Quốc. Thực lực của Thượng Thanh tông căn bản không thể từ trên tay hiểu nguyệt các cứu người. Chương 1932, lãnh huyết, nguyên nhân cầu xin cũng nói rồi, hắn và Tây Môn Tình không ở trong thiên đô bí cảnh ở chung một đoạn thời gian, được Tây Môn Tình không chiếu cố, Tây Môn Tình không đối với hắn xác thực không tệ, còn sửa lại tật cả lam. Sau khi rời thiên đô bí cảnh, bởi vì giao tình, lúc ở bên vệ quốc Tây Môn Tình không vẫn chăm sóc hắn. Nói trắng ra, dưới các loại ân tình, hắn không hy vọng Tây Môn Tình không rơi vào kết cục chết thảm giả vô quần vốn không thể nói chuyện càng không có gì để nói cùng nguyên tòng hai mặt nhìn nhau thượng thanh tông cũng đã tìm được địa phương đặt chân ở tống quốc bên công trường xây dựng rầm rộ mấy cao tầng thượng thanh tông đồng thời vây quanh sau khi biết tin tức huyền vi gặp nạn từng cái từng cái thổn thức cảm thán không biết nên nói cái gì cho phải dù sao huyền vi cũng chăm sóc thượng thanh tông nhiều năm như thế nhưng rơi vào kết cục như vậy ai cũng không cao hứng nổi nhưng lại không thể ra sức nhắc tới cũng may mắn May mắn đúng lúc rời khỏi huyền vi, bằng không gặp sự tình này mà nói, Thượng Thanh Tông đối kháng hiểu Nguyệt Các, tất nhiên sẽ tao ngộ một hồi hạo kiếp. Cách đó không xa, đường nhi một mình đứng ở bên mép núi, thần sắc âm u, thất vọng, trông về phương xa, thật lâu không động. Trong mật thất, như hữu đạo ngồi khoanh chân thưởng thức một vòng tay. Vân cơ nhắc nhở, trong vòng tay có đồ vật, ta biết, như hữu đạo trả lời, nhìn chằm chằm, không nói là đồ vật gì. Vân cơ, không có bất kỳ thư kèm nào của quách mạn, trong tin tức truyền đến ngươi cũng nhìn thấy, chỉ nói quách mạn giao đồ vật rất khẩn cấp, sau đó thì thấy quách mạn bị người hiểu nguyệt các bắt đi. Nghiêu hữu đảo, vừa vặn bên huyền vi có chuyện, huyền vi lại chết ở nơi đó, mà vòng tay này rõ ràng là đồ vật của nữ nhân, lại chế tác như thế, rõ ràng không phải đồ vật của người bình thường, có hoa văn chứng minh của hoàng tộc vệ quốc, rất có khả năng là di vật của huyền vi. Quách mạn giao khẩn cấp, người hiểu nguyệt các lại bắt nàng, xem ra đồ vật này làm không tốt chính là đồ vật hiểu nguyệt các muốn vân cơ nghe ngươi nói như thế đích xác có khả năng này nghiêu hữu đạo di vật của huyền vi đột nhiên đến trong tay ta không biết vòng tay này ở trên tay nữ nhân kia bao nhiêu năm làm sao cũng cảm giác quái quái vân cơ có thể đến trong tay ngươi còn không phải ngươi sớm bố cục tay ngươi duỗi cũng đủ dài vậy mà xếp người vào bên cạnh đệ tử quỷ y nàng cũng là tiếp nhận sự tình của viên cương mới biết đệ tử quỷ y vừa xuất sơn liền bị vị này tập trung Quách mạn tâm phúc duy nhất bên người vô tâm vậy mà là người của Ngưu Hữu Đạo, nhàn bảo như là người qua sau. Tiếp nhận sự tình của viên cương mới biết, mọi cử động của vô tâm đều bị vị này nắm giữ, vô tâm muốn làm gì, sẽ làm gì, thậm chí sắp làm gì, hơi lộ đầu mối, bên này đều có thể sớm biết tin tức. Trước đó vài ngày, nàng nhìn thấy quách mạn truyền tin tức đến, nói vô tâm đột nhiên hỏi có biết Ngưu Hữu Đạo giả mạo kia đi đâu hay không. Nàng thế mới biết Ngưu Hữu Đạo là làm sao giả chết ở thánh cảnh, nguyên lai là lợi dụng y thuật của vô tâm sửa mặt mà bên nghiêu hữu đạo hồi phục ý tứ là nói tin nghiêu hữu đạo qua đời vừa ra người giả liền bị mao lư biệt viện giết cũng an ủi quách mạn không có việc gì thật giả đều chết rồi sự tình liên lụy tới thánh cảnh có chút sự tình vô tâm cũng không dám truy cứu quá nhiều bất quá có cường điệu vô tâm không truy cứu thì thôi một khi phát hiện vô tâm có ý đồ truy cứu lập tức đăng báo dưới tình huống tất yếu phải diệt khẩu vô tâm phân cơ giờ mới hiểu được mạng nhỏ của vô tâm kỳ thực vẫn nắm ở trong tay vị này. Phòng ngừa chu đáo mà thôi, như hữu đạo vươn mình, hai chân rơi xuống đất, ngồi dậy, đi tới bên bàn ngồi xuống, hai tay thi pháp tinh tế điều tra, tìm được cơ quan, xoay tròn gỡ xuống một đoạn, từ trong vòng tay rút ra một mảnh lụa. Tung lụa ra nhìn, phát hiện phía trên viết lít nha lít nhít địa điểm và danh tự, chữ viết rất nhỏ. Nhìn kỹ danh tự và vị trí phụ thuộc, còn có phương thức liên lạc, nhiều hữu đạo minh bạch, này hẳn là danh sách thám tử nòng cốt của vụ phủ vệ quốc, người vụ phủ hẳn là hơn xa những cái này. Nhưng có thể được huyền vi bí tàng, xem ra chỉ cần nắm giữ những người này là có thể nắm giữ mạng lưới tình báo của toàn bộ vụ phủ. Vân cơ cảm khái lắc đầu, lần này lại để ngươi gặp may, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào. Nghiêu hữu đạo, ta không dám tùy ý vận dụng, ai biết trong những nhân viên nằm vùng này có người phiêu miếu các hay không, không thể mạo hiểm. Muốn dùng cũng là cho vương ra dùng, chúng ta không tiện trực tiếp nắm giữ. Hơn nữa còn phải xem tình huống bên quách mạn, hiện tại nàng rơi ở trong tay hiểu nguyệt các, nếu gánh không được, khai ra mình là người Mao lư sơn trang, như vậy đồ vật này ngược lại có thể trực tiếp cho vương ra dùng. Nếu không khai ra, vậy đã nói rõ nàng còn an toàn, nàng còn có thể tiếp tục ẩn núp ở bên người vô tâm, như vậy đồ vật này không bằng chép một phần giao cho giả vô quần, để giả vô quần thao tác. Ở trong bóng tối phối hợp bên này, bên Mao Lư Sơn Trang vẫn là tránh một chút cho tốt. Bất kể nói thế nào, Quách mạn cũng lập công, an toàn của nàng vẫn phải nghĩ biện pháp bảo đảm. Vân cơ, người lo lắng hiểu nguyệt các sẽ gây bất lợi cho nàng. Nghiêu hiểu đạo, theo lý thuyết, huyền vi chết rồi, nếu như hiểu nguyệt các muốn tìm đồ vật này, đầu tiên phải cậy là miệng của Tây Môn Tình không. Nhưng lấy tính tình của Tây Môn Tình không, chỉ sợ là sẽ không khai, hắn càng không khai, hiểu nguyệt các càng hoài nghi hắn biết tung tích của đồ vật. Ở trước khi Tây Môn Tình không nhận tội, quách mạn và đám người vô tâm đều sẽ an toàn, căn cứ sự tích của quỷ y, quỷ y hẳn sẽ không bỏ mặc đệ tử của mình. Hiện tại vấn đề là, ta căn bản không biết tình huống sự tình phát sinh lúc đó, cũng không biết tại sao vòng tay lại đến trong tay quách mạn, bọn hắn đuổi bắt quách mạn, có phải bởi vì đã biết quách mạn cầm vật này hay không? Nhưng theo lý thuyết, nếu như biết mà nói, quách mạn rất khó từ trong trạch viện trốn ra, hơn nữa quách mạn còn có thể trắng trợn chạy ở trên đường, nói rõ nàng biết hiểu nguyệt các tạm thời còn không biết nàng lấy được vật trọng yếu. Còn nữa, nếu Hiểu Nguyệt Các đã biết đồ vật ở trong tay ai, ngay cả Huyền Vi cũng chết rồi, hẳn sẽ không lưu lại hậu hoạn như Tây Môn Tình Không, lẽ nào còn muốn cho Tây Môn Tình Không cơ hội báo thù sao? Tây Môn Tình Không không chết, sự tình này liền có chút nói không rõ ràng. Trước tiên Mặc Kệ, quét mạng có công, những năm này cũng dụng tâm, công lao, khổ lao đều có, cái mạng của nàng ta là quyết bảo đảm. Bảo Hồng Nương thông báo người bên Tề Kinh, trực tiếp lấy danh nghĩa của Hải Như Nguyệt tìm tới Hiểu Nguyệt Các đòi người. Uy hiếp Hiểu Nguyệt Các không trả người mà nói, Kim Châu sẽ kích động Yên Quốc công kích Tần Quốc. Trước tiên hù dọa Ngọc Thương không dám sằng bậy lại nói. Vân cơ kinh ngạc, lấy danh nghĩa của Hải Như Nguyệt, Nhiêu Hữu Đạo, Hải Như Nguyệt ra mặt mới danh chính ngôn thuận, vô tâm cứu mạng mẹ con Hải Như Nguyệt, lấy danh nghĩa của nàng đi cứu chủ tớ vô tâm mới bình thường. Vân cơ, có cần thương nghị với Hải Như Nguyệt một chút hay không? Nhiêu Hữu Đạo, không kịp, Ngọc Thương kia dám trực tiếp xông vào bắt người, tên tuổi quỷ y sợ là không trấn nhiếp được hắn, kéo lâu, quách mạn khả năng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vì để phòng bất chắc, trước tiên để Ngọc Thương không dám sằng bậy cái đã. Bên Hải Như Nguyệt quay đầu lại sẽ chậm rãi thương nghị. Phân cơ, làm sao thương nghị, Hải Như Nguyệt nhất định sẽ kỳ quái vì sao Nam Châu sẽ muốn bảo đảm vô tâm, còn giúp nàng trả nhân tình. ngưu hữu đạo, cái này đơn giản, bảo vương gia biểu thị muốn nhân cơ hội kết giao quỷ y hoặc vô tâm, mặt quận chúa không phải có vấn đề sao. Vương gia bận tâm sự tình quận chúa, mọi người đều biết hợp tình hợp lý. chương 1933 khí tức quỷ y một. phân cơ ngưng nghẹn này là người gì a? À? ý nghĩ số một bộ tiếp một bộ, bất quá lại hỏi nếu quách mạng đã khai ngọc thương biết đồ vật ở trên tay nam châu thì sao? nhưu hữu đạo cười ha ha nói nghĩ gì thế? biết đồ vật ở trên tay nam châu thì thế nào? đồ vật ở trên tay nam châu lại làm sao? bằng cái gì chỉ có thể hắn được? nam châu lại không thể được. Ngọc Thương cũng chỉ dám bắt nạt quỷ y, hiện tại hắn dám trêu chọc Nam Châu sao? Chỉ cần Nam Châu bày ra trạng thái tiến công, hắn sẽ phải ngoan ngoãn chạy tới cầu hòa. Đừng bận tâm cái này, bên quách mạn tình huống tương đối gấp, bảo Hồng Nương tranh thủ đi làm sự tình này. Vân cơ xoay người rời đi, như Hữu đạo nhìn đồ vật trong tay, huyền vi chết cũng làm hắn khá cảm khái, từ trình độ nào đó hắn vẫn rất bội phục nữ nhân này, không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này kết thúc một đời. Tạm thời cũng không còn tâm tình tu luyện, ra mật thất, lên lầu các trông về phương xa. Không bao lâu, chỉ thấy quản phương nghi và vân cơ đồng thời trở về. Nghiêu hữu đạo đoán chừng có chuyện tìm mình, nhìn chung quanh, xoay người trở về trong phòng. Sau khi gặp mặt, vân cơ báo, hồng nương đã làm theo. Quản phương nghi lại ném một phong thư cho Nghiêu hữu đạo. Giả không lưới gửi thư, Ngụy Đa bắt đầu tìm việc, hỏi ngươi làm sao lo liệu. Ngụy Đa tìm việc, Nghiêu hữu đạo có chút ngoài ý muốn. Quản phương nghi lắc đầu, nói Tây Môn Tình không có ân với hắn, biết Tây Môn Tình không gặp nạn, hy vọng giả không lưỡi hỗ trợ cứu giúp, quỳ gối ở trước mặt giả không lưỡi khóc nhẹ, khiến cho giả không lưỡi cảm giác khó xử. Giả không lưỡi ý tứ là, hắn vận dụng lực lượng thống Quốc đi cứu giúp Tây Môn Tình không có chút không còn gì để nói, dường như không ý nguyện, nhưng lại không rõ quan hệ của Ngụy Đa và bên này. Ngưu Hữu Đạo cầm thư nhìn, đích xác là việc như thế, không khỏi hơi nhướng mày, tiện tay ném thư lên bàn. Sự tình này ngược lại là nhắc nhở ta, ta bảo triệu hùng ca coi chừng hầu tử cũng không biết có làm không lập tức liên hệ triệu hùng ca nói cho hắn tây môn tình không có chuyện tình gì cần phải phong tỏa tin tức với hầu tử đừng để hầu tử biết bằng không còn không biết hầu tử sẽ làm ra sự tình gì nữa vân cơ nhìn hắn quản phương nghi ngẩn ra người không cứu thì thôi còn muốn ngăn cản người khác cứu nhưu hữu đạo hiểu ánh mắt kia của nàng đứng dậy mở cửa sổ chắp tay nhìn về phía ngoài cửa sổ làm cho người bên ngoài nhìn vào để quản phương nghi kiêng kỵ không tiện mở miệng nhưng quản phương nghi vẫn đi qua bất quá che giấu ở một bên cửa sổ hỏi ngươi và tây môn tình không có cửu oán không ngưu hữu đạo bình tĩnh đáp quản phương nghi vậy vì sao ngươi ước gì hắn chết ngưu hữu đạo từ đâu tới ước gì làm sao ngươi coi trọng hắn quản phương nghi bớt nói nhãm đi bất quá nói ngược lại nam nhân có tình có nghĩa hiếm thấy như thế ta đích xác rất thưởng thức đã sắp tuyệt trùng lưu lại một hai con cũng không có gì không được, người coi như xem trò vui không được sao. Như hữu đạo, hắn được kêu là có tình có nghĩa, ta xem là ngu mốc còn tạm được, cái gì gọi là ngươi thưởng thức, ta xem ngươi là muốn thỏa mãn ảo tưởng của nữ nhân đi. Đừng nhiều lời, ta không có biện pháp cứu, quản phương nghi, hắn vì huyền vi, rơi xuống mức độ này, đã đủ thảm. Cái gì gọi là ngươi không có biện pháp, ta xem ngươi cứu quách mạn không phải gọn gàng lắm sao, chỉ cần ngươi ra tay, ta không tin ngươi không có biện pháp, tiện thể cứu hắn thì đã làm sao? Nhiêu hữu đạo, quách mạn là người của ta, ta đương nhiên phải cứu, tây môn tình không? Ta bằng cái gì cứu hắn? Quản phương nghi nhất thời hăng hái, nếu như đối phương không nói ngăn cản viên cương, còn không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại trong lòng không thoải mái, bởi vì nàng không hy vọng mình đi theo người như vậy. Coi như vì ta không được sao, Nghiêu Hữu đạo trầm mặc, bỗng lắc đầu nói, Hồng Nương, hắn đã là người chết, Ngọc Thương sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì ngọc thương rất rõ ràng một khi buông tha huyền vi chết tây môn tình không tất nhiên sẽ tìm hắn liều mạng ai có thể bảo đảm tây môn tình sẽ không không tìm hắn phiền phức ai có thể người có thể hay ta có thể như trên nói coi như cứu hắn hắn cũng sẽ đi chịu chết người này đã phế không sống nổi không đáng chúng ta trả giá đi mạo hiểm đi gây phiền toái minh bạch chưa quản phương nghi trầm mặc thừa nhận hắn nói có đạo lý nhưng vẫn không nhịn được theo dõi hắn trình độ lý trí của vị này có chút thời điểm thật quá máu lạnh. Nàng tin tưởng chỉ cần hắn nguyện ý ra tay, thì nhất định có biện pháp cứu Tây môn tình không. Có thể cứu quách mạn, ngay cả hầu tử cũng có thể từ trong tay cửu thánh cứu ra, làm sao sẽ cứu không được Tây môn tình không. Nhưng hắn không chịu cứu viện, đạo ra, người có nghĩ qua hầu tử hay không? Nếu hầu tử biết người cố ý phong tỏa tin tức, hắn biết tin Tây môn tình không qua đời sẽ nghĩ như thế nào? Nghiêu hữu đạo, hắn nghĩ như thế nào không trọng yếu, nhân tình bên vệ quốc đã trả lại hầu tử đã cứu tây môn tình không một mạng nhưng tây môn tình không được cứu sao nghĩ biện pháp cứu hắn một mạng hắn lượm cái mạng kia lại chạy về bên huyền vi chịu chết ta nói rồi nếu lần này cứu hắn hắn vẫn sẽ chạy đi chịu chết lặp đi lặp lại cứu hắn hắn lặp đi lặp lại chịu chết coi mình là ai coi người cứu hắn là cái gì loại người u mê không tỉnh này bản thân cũng không yêu quý tính mạng của mình còn có tất yếu đi cứu sao đúng Tình có thể mẫn, một mảnh chân tình có thể cảm thiên động địa, vậy xem ông trời có thể đại phát từ bi tha cho hắn một mạng hay không? Nếu ngay cả ông trời cũng không buông tha hắn, sẽ không ai đi cứu hắn, cũng không ai có thể cứu hắn, minh bạch chưa? Không nương, ta biết trên cảm tình người khó có thể tiếp nhận, nhưng người cảm thụ, hầu tử cảm thụ, còn có cảm thụ của ta, kỳ thực đều không trọng yếu. Người ta, còn có sinh tử của những người bên chúng ta mới là trọng yếu nhất, ta không muốn bởi vì một tây môn tình không mà để người khác trong chúng ta mất mạng cảm tình so với sinh tử, lại đáng là gì. Hơn nữa sở dĩ không cứu hắn, còn có một tầng nguyên nhân khác. Nghiêu hữu đạo duỗi tay đóng cửa sổ, xoay người đi dạo ở trong phòng. Còn có nguyên nhân gì, ánh mắt của Vân Cơ và Quản Phương Nghi đều nghi hoặc nhìn hắn. Nghiêu hữu đạo bồi hồi nói, có chút sự tình là phản ứng dây chuyền, rút dây động rừng, hầu tử không nghe khuyên, nhất định phải giúp la chiếu. Huyền vi chết nhanh như thế rất có khả năng là bởi vì hầu tử mà lên. Hầu tử sống sót, thì tất nhiên có người sẽ đi chết, là chết người khác hay chết hầu tử, các người nói ta nên lựa chọn như thế nào. Nếu Tây Môn Tình không không qua được kiếp này, cũng là hầu tử hắn tạo thành, hắn không có tư cách trách bất kỳ người nào, muốn trách thì trách hắn đi. Quản Phương Nghi kinh ngạc, này có quan hệ gì tới hầu tử, như hữu đảo, trong đó thì thị phi phi, một lời khó nói hết, huyền vi có thể mất mạng nhanh như thế, đã ra ngoài dự liệu của ta, lại coi như là sự tình ở trong dự liệu, nếu như ta không đoán sai, hẳn là ô thường ra tay can thiệp, nếu không sự tình nối tiếp như thế thật quá xảo. Quản phương nghi không rõ, ô thường muốn huyền vi chết, nghiêu hữu đảo, vệ quốc đã vong, trên tay huyền vi cầm đồ vật không nên cầm, lại không chịu giao ra, còn muốn phục quốc. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, ô thường cũng không muốn gây nên mấy thánh khác quan tâm, hiểu nguyệt các ra tay hẳn chỉ là mặt ngoài. Không nắm chắc sẽ không dễ dàng ra tay, rất có khả năng thôn thiên hoàn đã rơi vào tay ô thường. Thôn thiên hoàn, quản phương nghi càng ngày càng không rõ. Tám thần khí Trấn quốc vốn là cửu thánh cho các nước gốc dễ lập quốc, ô thường muốn thu hồi. Nhiều hữu đạo không muốn nói sự tình này quá nhiều, chương 1934, khí tức quỷ y 2. Chính bởi vì ta hoài nghi ô thường ra tay, tình thế sâu cạn ta làm không rõ, ô thường can dự đến mức độ gì ta cũng không biết, cho nên ta không thể mạo muội đi cứu Tây Môn tình không. Quay đầu lại nhìn hai người, nếu như ta không đoán sai, kế tiếp nên đến phiên Sơn Hà Đỉnh trên tay Hàn Quốc. Quản Phương Nhi và Vân Cơ hai mặt nhìn nhau, nghe không hiểu, lại biết vị này có thể phán đoán như vậy, khẳng định nắm giữ manh mối gì. Hai người không biết trên người vị này đến cùng còn có bao nhiêu bí mật, nhưng có thể nhìn ra, hết thảy đều ở trong bàn tay của hắn, từ ngoài ngàn dặm giao phong. Thiên Ma Cung, ô thường đứng ở trên giá, vẫn mồ hôi đầm đìa đào bới, thanh âm len keng len keng không ngừng. Trưởng lão Hắc Thạch đi tới, trên tay sách một khối ngọc thạch điêu khắc tinh mỹ, Đặt ở trên đất, chắp tay nói: "Thánh tôn, đồ vật đã tới." Thanh âm Ninh đang dừng lại, Ô Thường lắc người rơi xuống đất, ánh mắt nhìn Ngọc Thạch, đột nhiên vung chùy nện xuống. Không thi pháp, chỉ cứng rắn đập, cạch, Ngọc Thạch nát ra, một kim hoàn len keng ở trong đá vụn. Ném búa và mũi đục về phía sau, thùng thùng hai tiếng, như xuyên thấu bùn đất, cắm ở trên vách đá. Dương tay vồ một cái, hút kim hoàn vào tay, ngón tay gảy gảy, phát sinh thanh âm nặng nề, Ô Thường vật đầu không sai, là thôn thiên hoàn, không có gây nên người khác chú ý chứ. Hắc Thạch nói, Thánh Tôn yên tâm, để người hiểu Nguyệt Các trịnh trọng, nhắc nhở Ngọc Thương rồi, là người hiểu Nguyệt Các giết người đoạt bảo, hơn nữa hợp tình hợp lý. Đồ vật không thấy, chỉ sẽ suy đoán có phải ở trên tay hiểu Nguyệt Các hay không, tối đa chỉ là không biết hướng đi, sẽ không hoài nghi đến bên này, cũng không có chứng cứ hoài nghi đến bên này. Ô thường, sự tình này ngươi làm không tệ, mau chóng lấy sơn hà đỉnh đến đi trên mặt hắc thạch hơi có ngượng nghịu thánh tôn sơn hà đỉnh sợ là không dễ xử lý về quốc đã diệt phong ra sự tình như vậy rất bình thường nhưng hàn quốc còn rất tốt trước mắt rất ổn định lấy ra mà nói động tĩnh không thể tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện ô thường thưởng thức kim hoàn trên tay lộng không đến thì mượn dùng một thoáng hắc thạch sơn hà đỉnh chính là thần khí trấn quốc của hàn quốc sẽ không dễ dàng cho bên ngoài mượn trừ khi chúng ta trực tiếp ra mặt mượn nhưng bên chúng ta mạo muội mượn dùng vật này mà nói khó tránh khỏi không đưa tới tám vị khác hoài nghi. Ô thường, giao sự tình này cho xuyên dĩnh đi làm, hắn không phải người của lão yêu bà sao. Sơn Hà Đình ta chỉ là mượn dùng, dùng xong sẽ trả lại. Xuyên dĩnh, hắc thạch ngơ ngác, sau đó lộ ra thần sắc suy tư, khẽ gật đầu, chắp tay nói. Thánh tôn anh minh, thuộc hạ biết phải làm sao. Ô thường, ngươi làm việc ta rất yên tâm, vẫn là câu nói kia, nếu như tám lão gia hỏa kia không đáng kể, ngươi được một trái vô lượng quả cũng không ảnh hưởng toàn cục thuộc hạ minh bạch, hắc thạch không người, cúi thật sâu. Trong hoàng cung tề quốc, trưởng môn của tam đại phái ngồi thưởng thức trà. Một tên đệ tử huyền binh tông vội vã chạy đến, nhìn bác huyền bẩm báo. Trưởng môn, trưởng môn của diệu pháp môn kỳ lục cầu kiến. Ba vị trưởng môn rất có thâm ý nhìn nhau, bắc huyền ừm một tiếng, đệ tử kia hiểu ý, cấp tốc rời đi. Không bao lâu, trưởng môn diệu pháp môn kỳ lục đi tới, cung kính hành lễ. Diệu pháp môn kỳ lục bái kiến ba vị trưởng môn vũ văn yên và tam thiên lý không có biểu thị gì không phải môn phái tu hành dưới trướng của bọn hắn bắc huyền lạnh nhạt nói đang cùng quân tấn đối địch người không chuyên tâm chống cự ngoại địch cố ý chạy tới kinh thành gặp ta là cớ gì kỳ lục nhìn thần sắc phản ứng của ba người thử hỏi nghe nói đệ tử quỷ y vô tâm tiên sinh bị hiểu nguyệt các bắt được không biết là thật hay giả bắc huyền phải thì thế nào không phải lại thế nào có liên quan tới ngươi sao kỳ lục cười khổ tại hạ này là tìm bác trưởng môn cầu tình, không biết có thể khơi thông với hiểu nguyệt các một chút, xin dơ cao đánh khẽ buông tha vô tâm tiên sinh hay không. Bác huyền mắt lạnh nói, kỳ lục, có phải ngươi quản quá rộng rồi hay không, đến phiên ngươi đến cầu tình sao? Kỳ lục bất đắc dĩ nói, không giấu bác huyền trưởng môn, trước kia lúc sư phó ta tu luyện ra sự cố, tẩu hỏa nhập ma, tu vi suýt chút nữa phế sạch, linh đan rượu dược vô dụng, mệnh cũng thiếu chút nữa mất rồi, may mắn được quỷ y giúp đỡ, mới tránh thoát một kiếp bây giờ sư phó ta từ lâu đi về cõi tiên nhưng phần tình này vẫn nợ sư phó không còn nhân tình tự nhiên rơi vào trên người ta cho tới nay sự tình này cơ hồ bị quên lãng ai biết trước mấy ngày người của quỷ y đột nhiên tìm tới cửa muốn ta trả nợ ánh mắt trưởng môn của tam đại phái giao nhau bác huyền cười ha ha nói còn có sự tình như vậy trước đây sao không nghe ngươi nói kỳ lục than thở quỷ y không muốn lộ liếu quy củ của hắn ngài cũng có nghe thấy chúng ta được ân huệ của hắn lại không phải yêu cầu quá đáng gì, đương nhiên phải tuân theo quy củ của hắn, bởi vậy không bao giờ tiết lộ. Bắc Huyền, quỷ y bảo ngươi cứu đệ tử của hắn, kỳ lục, này thì không có, nhưng lại muốn ta đến tề kinh, để ta ra lực trả nợ, bảo là giúp đệ tử hắn đòi cái công đạo. Ta vừa nghe, này không phải muốn tới tìm việc sao, huống hồ sự tình này lại liên lụy tới quốc ta chúng tề. Nhưng dù sao cũng là thiếu nợ người ta, tình thế hơi có chút khó xử, cho nên tại hạ nghĩ thầm, nếu ba vị trưởng môn có thể mở kim khẩu để Ngọc Thương Tiên sinh thả người, sự tình này liền hóa giải. Bác Huyền nghe xong ừm một tiếng, được, ta biết rồi, người đi về trước đi, kỳ lục thử hỏi, bác trưởng môn ý tứ là, bác Huyền, sự tình này trong lòng ta hiểu rõ, tự sẽ xử trí, người đừng dính líu vào. Phất tay ra hiệu tiến khách, kỳ lục còn muốn nói chút gì, nhưng một đệ tử huyền binh tông tiến lên, đưa tay tiến khách. Xin mời, kỳ lục bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể chắp tay xin cáo lui đợi rời đi, Vũ Văn Yên nói, sự tình phát sinh mới mấy ngày, này đã là cái thứ ba tìm tới cửa cầu tình, xem ra quỷ y thật muốn xuất sơn giúp đệ tử tính sổ. Ba người lưu ở trong thành chính quan vọng, đã cảm giác được khí thức quỷ y bao phủ tề kinh. Trong tầng hầm của phù phương viên, tây môn tình không ngã ở trên mặt đất lăn lộn, không ngừng thống khổ, hai tay ở trên người nạo ra chóc thịt bong, máu thịt be bé bét. Khổ thần đang ảnh hưởng, đã dần vặt hắn không thành nhân dạng, hắn tử làm bằng sắt cũng khó chịu khổ nhưng ý chí của tây môn tình không như sắt thép không thể phá vỡ dằn vặt thành như vậy cũng không chịu nhả ra nửa chữ đã bị lặp đi lặp lại dần vặt mấy lần ngọc thương quặng mặt trong mắt ẩn giấu lửa giận quách hành sơn từ lối vào cấp tốc đi xuống bẩm báo sư tôn trưởng môn ngọc hoa môn cầu kiến ngọc thương vừa nghe liền nổi giận lạnh lùng nói hắn không ở tiền tuyến chuẩn bị chiến tranh tự ý đến nơi này làm gì bảo hắn cút về hắn không cần hỏi cũng biết đối phương chạy đến tìm hắn làm gì, này đã không phải môn phái tu hành thứ nhất của tần quốc đến cầu tình. Thậm chí ngay cả Yên Quốc Kim Châu cũng phái người tới, uy hiếp hắn thả người, không thả người sẽ phát binh tấn công, bốc lên chiến sự giữa Yên Quốc và Tần Quốc, này nói rõ là bắt nạt Tần Quốc hắn vô lực phản kích, bắt nạt Tần Quốc hắn là quả hồng mềm. Trước mắt Tây Môn Tình không lại thà chết chứ không chịu khuất phục, hiện tại áp lực vô hình từ các phương làm hắn không dám vọng động với người của quỷ y. Còn chưa gặp mặt quỷ y, liền chạy ra người này nối tiếp người kia đến cầu tình, vấn đề là quỷ y còn chưa sai người đến cầu tình, hy vọng có thể nhân nhượng cho yên chuyện. Từ một chút phong thanh đến xem, quỷ y căn bản không có ý định cầu hắn, cũng không để người đến cầu hắn, mà muốn triệu tập nhân thủ đến bức hắn, là muốn đến tìm hắn tính sổ. Vạn nhất ta thả người, người còn muốn tính sổ, vậy coi là chuyện gì xảy ra. chương 1935, quỷ y Hắc Ly, Giá Lâm. Không phải hắn sợ quỷ y, nhưng đối mặt thanh danh và trạng thái cường ngạnh của quỷ y cũng cảm nhận được áp lực nhất định quỷ y hiển nhiên cũng không để hiểu nguyệt các hắn ở trong mắt bởi vậy làm hắn cảm nhận được một cổ áp lực mưa gió sắp đến hắn vốn không để quỷ y ở trong mắt ai biết đột nhiên nhảy ra một đống người nói thiếu nợ nhân tình của quỷ y trước đây sao không một cái hé răng mà không có tới chào hỏi còn không biết bao nhiêu làm hắn hiện tại mơ hồ có chút hối hận cảm giác nhất thời xung động khiến cho mình cưỡi hổ khó xuống hiện tại hắn rất hy vọng quỷ y sai người truyền lời đưa ra thái độ sáng tỏ, nói chỉ cần ngươi thả người của ta, sự tình này sẽ qua, hắn cũng thuận dốc leo xuống. Gặp quỷ là, quỷ y căn bản không chơi như vậy, hiện tại bảo hắn làm sao lo liệu, thả người hay không thả. Vấn đề là thả ngươi xong còn kiếm chuyện mà nói, vậy ta thả làm gì? Trên tay có người, vạn nhất có việc cũng dễ nói chuyện không phải sao. Mà bên này đã trả lời Yên Quốc Kim Châu, nói không có ý khác, lưu đám người vô tâm chỉ là có chuyện hỏi dò mà thôi trước tiên ổn định yên quốc lại nói. So ra Ngọc Thương càng sợ bên yên quốc, quỷ y chỉ là để người có chút kiên kỵ, nhưng quân tiên phong của yên quốc mới là uy hiếp chân thật nhất. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tu tiên giới ngoài quan tâm chiến sự thì dồn dập nhìn về kinh thành tề quốc. Mà kinh thành tề quốc cũng cảm nhận được mưa gió sắp đến, bắt đầu có vô số người loạn thất bát tao tập kết về tề kinh, đặc biệt là địa phương bình thường tu sĩ lui tới, nhân số rõ ràng xuất hiện tăng vọt bất thường. Tụ ở nơi này làm gì? trong một khách sạn tu sĩ vãng lai một đội đệ tử huyền binh tông ép thẳng tới khách sạn nhìn mọi người tụ tập quát tháo một người trả lời không có làm gì chẳng lẽ gặp mặt ở tề kinh tán gẫu một chút cũng không được sao đệ tử huyền binh tông trầm giọng nói tốt nhất không nên ồn ào gây sự dứt lời mang người tiến vào khách sạn kiểm tra bầu không khí không bình thường của tề kinh làm tam đại phái tề quốc căng thẳng tăng cường đệ tử không ngừng đi tới địa bàn các tu sĩ tụ tập tra xét cũng có thể nói là uy hiếp cảnh cáo, phòng bị có người ở tề kinh đại quy mô tập kết quấy rối. Tam đại phái không sợ quỷ y sằng bậy, quỷ y theo lý sẽ không can dự sự tình các nước, sợ là ngoại địch nhân cơ hội châm ngòi thổi gió làm loạn. Ánh mắt của tam đại phái, ánh mắt của giáo sự đài, cảnh giác các góc của kinh thành. Nhận ra được đại lượng tu sĩ dần dần tập hợp về tề kinh, phù phương viên cũng có chút bất an, ngọc thương ở bề ngoài bình tĩnh, trên thực tế gấp đến điều không ít nhân mã của hiểu nguyệt các tới rồi, ở trong bóng tối bảo vệ chung quanh phù phương viên. Ngọc Thương có xung động rời tề kinh, phía dưới cũng có trưởng lão khuyên qua, cảm thấy không tất yếu chọc vào loại sự tình này. Nhưng Ngọc Thương là chân chính cưới hổ khó xuống, làm sao đi? Bị quỷ y dọa chạy, hiểu nguyệt các khống chế toàn bộ tần quốc bị một quỷ y dọa chạy, kia không phải chê cười sao? Sau này còn làm sao hiệu lệnh các đại môn phái ở trong tần quốc? Nên đến Trung Quy vẫn đến rồi, sáng sớm, cửa thành vừa mở ra không lâu, một chiếc xe ngựa từ trong sương mù chậm rãi đi tới giống như đột nhiên xuất hiện người ra vào thành đều cảm giác có chút cổ quái theo bản năng tránh ra hai bên bởi vì cảm thấy lục lạc trên xe ngựa có chút cổ quái trên nóc xe treo lơ lửng một cái lục lạc thời khắc lắc lư phát sinh thanh âm kỳ quái keng lách tách keng lách tách tiếng chuông một tiếng giòn hai tiếng ách lặp đi lặp lại như vậy âm điệu kia làm người ta có cảm giác vội về chịu tang tốc độ xe ngựa hành tẩu không nhanh không nhanh không chậm trên càng xe ngồi một người đánh xe không thấy rõ mặt, đấu bồng rủ xuống. Người đánh xe ngồi rất ổn, dường như không bị xe ngựa sóc này ảnh hưởng, lại tựa hồ bởi vì hắn mà áp chế xe ngựa sóc này, làm cả chiếc xe ngựa lộ ra rất trầm ổn. Bánh xe ục ục, hai bên xe ngựa có hai người cưỡi ngựa đi theo. Một phụ nhân tướng mạo bình thường, hai mắt thường xuyên híp lại, trong khóe mắt có cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị, dường như cảnh giác bốn phía. Một cái khác là lão giả, hai mắt lớn mà tròn, lấp lánh có thần, cũng không ngừng đánh giá bốn phía, thần sắc như có cảm giác cười khổ. Xe ngựa đến cửa thành, binh sĩ thủ thành cảm thấy cổ quái, ngăn lại kiểm tra, muốn xem trong xe là người. Nào, người ngồi xếp bằng trên càng xe đột nhiên vung roi, ngăn cản người muốn đẩy ra màn xe. Quân sĩ muốn kiểm tra nhất thời giận, chỉ vào phu xe nổi giận nói. Người nào lén lén lút lút, lấy xuống đấu bồng tiếp nhận kiểm tra. Phu xe không lên tiếng, dường như không để ý tới. Quân sĩ càng ngày càng tức giận, vung tay lên, một đám binh sĩ ở cửa thành lập tức vây quanh. Quân sĩ tức giận kia nhấc thương, muốn hất đấu bổng của phu xe, roi ngựa trong tay phu xe ép một chút, làm thương trong tay quân sĩ không cách nào động đậy mảy may. Quân sĩ kia cả kinh, biết gặp gỡ người không dễ chọc. Hai người ở hai bên xe ngựa nhìn nhau, cũng không có quá nhiều phản ứng. Trong thùng xe, bỗng truyền đến một thanh âm già nua. Không phải đến gây sự, muốn xem thì để bọn hắn xem đi. Phu xe thu roi ngựa lại, quân sĩ kia đánh bạo rũi đầu thương ra, chậm rãi vạch đấu bồng. Đầu thương chậm rãi vén lên, không còn cản rỡ như trước, động tác mang theo mấy phần cẩn thận. Nhưng đấu bồng vừa vén ra, chỉ nhìn một cái, quân sĩ kia sợ đến kêu má ơi, lảo đảo lùi về sau. Đồng đội dồn dập hỏi, làm sao, làm sao, quân sĩ kia nuốt nước miếng, nhìn trái, nhìn phải, lại nhìn phu xe, dường như không biết có nên nói hay không. Trên đầu tường, trưởng lão thiên hỏa giáo từ bang đi ra lầu các, Hỏi một tiếng, phía dưới có chuyện gì ồn ào, trước mắt bầu không khí tề kinh quỷ dị, lối vào các cửa thành, tam đại phái đều phái trưởng lão đến thay phiên tọa chấn. Đệ tử thiên hỏa giáo quay đầu nhìn qua, vội vàng chắp tay nói, không biết chuyện gì, thật giống như đến người tương đối kỳ quái. Từ bang đi tới trước nhìn xuống, ánh mắt rơi ở trên mặt hai kỵ thủ, bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó lắc mình, nhẹ nhàng hạ xuống. Thấy hắn đi, lập tức có một đám đệ tử thiên hỏa giáo theo sau tất cả lui ra, từ bang phất tay ra hiệu, người vây quanh lập tức lui lại, lúc này hắn mới nhìn chầm chầm hai người trên lưng ngựa nói. Chu kiếm, vư bội bội, là hai người các ngươi. Đệ tử thiên hỏa giáo khác không nhận ra hai người này, thế nhưng danh tự lại nghe nói qua, đan bảng xếp hạng thứ ba chu kiếm cùng đan bảng xếp hạng thứ tư vư bội bội. Đều có chút ngoài ý muốn, trước có đan bảng thứ hai ở tề kinh làm nô, sau có đan bảng đệ nhất bị tóm, bây giờ lại đến cao thủ thứ ba, thứ tư trên đan bảng, trong nháy mắt bốn vị trí đầu trên đan bảng đều tập hợp ở tề kinh. Từ trưởng lão, lão giả trên lưng ngựa chính là Chu Kiếm, chắp tay lên tiếng chào hỏi. Phụ nhân trên lưng ngựa chính là Vư Bội Bội, chỉ gật gật đầu. Từ bang theo bản năng liếc nhìn xe ngựa, muốn không chú ý cũng khó, nhìn dáng vẻ,